chia sẻ livestream Trâm ơi, chia sẻ livestream mua rẻ xỉ nhá. Rất nhiều bot hot của Trâm ơi, hôm nay tập hợp tất cả các bot hot vô cùng hot của shop đá mọc mặt tại shop Trâm nhá. Bot đùi, bot lửng, bot da, bot các kiểu bot luôn, bot da lộn cũng có, bot lửng cũng có, bot da nhung cũng có, rất nhiều các chị em ơi. Nhanh tay không website của mình nhé, thích bao nào comment mã giày của mình ngay nhá. Thích bao nào comment mã giày ngay các chị em ơi, rất nhiều bot hot ạ. Rất nhiều một bot vô cùng hot đang chỉ còn vô cùng hot nhất thị trường đang có mặt tại shop chị em nhé. Nhanh tay không hết sai các chị em bạn, thích muốn là comment mã giày ngay của mình nhé. Nhanh tay không hết sai chị em ơi, không nhiều sai đâu. Thích muốn là comment mã giày của mình nhanh tay nhé. Nhanh tay không hết sai chị em ơi, không nhiều sai, thích muốn là comment mã giày của mình nhé. Nhanh tay các chị em ơi, chia sẻ livestream shop với ạ, chia sẻ livestream mua rẻ xỉ chị em ơi. Chia sẻ livestream mua rẻ xỉ nhé. Nhanh tay không hết sai của mình nhá. Thích muốn là comment mã giày ngay ạ. À, cảm ơn Cố Ít Nói rất là nhiều nhá. Cố Ít Nói chia sẻ livestream cho anh với Cố Ít Nói ơi. Các chị em ơi chia sẻ livestream shop với cảm ơn Thảo Vi nhé, cảm ơn Thảo Vi thả like ạ. Cố chia sẻ livestream cho anh với Cố ơi, chia sẻ livestream cho anh với Cố ơi. Các chị em ơi thích một nào comment mã dành ngay nhá. Nhanh tay không hết sai chị em ơi, rất nhiều bot hot ạ, rất nhiều bot hot, bot đùi cũng có, bot lửng cũng có, bot da cũng có, mẫu gì cũng có chị em ơi, đến với shop đến với thầy chất mẫu hot giá rẻ nhá. Nhanh tay không hết sai, nhanh tay không hết sai chị em ơi, thích một nào comment mã dành của mình đi ạ. Chia sẻ livestream shop với các chị em ơi, chia sẻ livestream cho em với ạ. Chia sẻ livestream mua giày giá xỉ cho em ơi, chia sẻ livestream shop với ạ. Thích muốn nào comment mã giày ngang size giày shop báo giá báo size cho các chị em nhé. Nhanh tay không hết sai, không có nhiều sai đâu. Thích muốn nào comment mã giày ngay của mình nhé. Nhanh tay không hết sai, chị em ơi không nhiều sai đâu ạ. L5 bao nhiêu? Ok Nhung Bi ơi, mẫu L5 là mẫu vô cùng chất của shop Nhung Bi nhé. Comment size giày Nhung Bi ơi. Mẫu L5 là cái mẫu vô cùng hot các chị em ơi, nhanh tay không hết sai của mình nhé. Thích muốn nào comment mã giày của mình đi các chị em ơi, comment mã giày ngay. Mẫu L5 là cái mẫu bốt da lửng Dung Mi nhé. Nó bốt ra lửng Nhung Bi ơi, đi thử L6. Ok Nga Mi, chờ chút nữa Nga Mi nhá. Chờ một lát nữa shop sẽ đi thử mẫu L6 cho Nga Mi xem nhá. Các chị em ơi chia sẻ livestream shop với, chia sẻ livestream cho em với các chị em ơi. Chia sẻ livestream mua giày xỉ nhá. L5 là 219k Nhung Bi nhá. Đây là mẫu vô cùng chất nhất của shop nhá. Mẫu da toàn thân nhá, đi rất là êm chân thoải mái Nhung Bi ạ. Và da lửng, đây là mẫu da lửng nhá. Nhung Bi ơi, mình comment size giày của mình đi Nhung Bi ơi, comment size giày đi các chị em ơi, comment size giày ạ. Nga Mi ơi, L6 là 199k, L6 có hai màu ạ, trắng đi. Ok Thảo Vi ơi, chờ chút Thảo Vi nhá. Nga Mi L6 là Nga Mi L6 đấy ạ. L6 quay màu đen là màu trắng nhá, Nga Mi nhá. L6 quay màu đen trắng là 199k Nga Mi nhá. Có bút bệt không em? À bút bệt có Nhung Bi ơi, có bút bệt Nhung Bi ơi, có rất nhiều bút bệt Nhung Bi ơi, có nhá. Mẫu B5 này Nhung Bi này, B5 này này. Mẫu B5 là 179k là Nhung Bi này, mẫu B5 Nhung Bi ơi. Mẫu B5 này là Nhung Bi ơi, các chị em ơi chia sẻ livestream shop với. Chia sẻ livestream mua giày giá xỉ nhá. Nhanh tay không hết sai các chị em ơi, không nhiều sai đâu. Nhung Bi ơi, mẫu B5 là gót cao 4 phân là Nhung Bi ơi. Mẫu B5 gót cao 4 phân là Nhung Bi này. Các chị em ơi thích muốn là comment mã giày ngay, rất nhiều bot hot các chị em ơi. Chia sẻ livestream shop với ạ. Chia sẻ livestream mua giày giá xỉ chị em ơi, nhanh tay không hết sai nhá. Nhung Bi ơi, mẫu B5 là Nhung Bi ơi. Mẫu B5 là 179k, mẫu gót cao 4 phân này Nhung Bi này. Đi bút bệt đây là Nhung Bi ơi, bút bệt là Nhung Bi ơi. Nga Mi ơi, vừa lát nữa Nga Mi nhá. 18 chị em xem ơi, chia sẻ livestream cho em cho shop với ạ. Các chị em ơi chia sẻ livestream shop với ạ. Có kiểu khác không cũng Nhung Bi ơi, bút bệt chỉ có hiện tại có mẫu đấy thôi Nhung Bi ạ. Bút bệt hiện tại chỉ có mẫu đấy thôi, còn mẫu thấp nữa thì còn mẫu N2 nhá. Mẫu thấp nữa thì có một mẫu nữa mà Nhung Bi ơi, có một mẫu nữa nhá. Có một mẫu nữa thấp Nhung Bi ạ. Nga Mi ơi, chờ là comment sai giải của mình. Nga Mi ơi, đi sau nha các bạn. Nga Mi ơi, comment sai giải đi shop tư vấn cho mọi người nhá. Comment sai giải đi các chị em ơi, comment sai giải shop tư vấn cho mọi người nhanh nhanh. Cho xem NT2. N2 đây Nhung Bi ơi, N2 đây nhá. N2 là bút bệt đây Nhung Bi ơi, N2 là gót cao 3 phân rưỡi nha Nhung Bi nhá. Mẫu N2 này có hai màu đen nâu này, Nhung Bi này. À mẫu L2, ok mẫu L2 đây. L2 thì là gót cao nhá bạn Nhung Bi ơi, L2 gót cao Nhung Bi ạ. L2 là gót cao Nhung Bi nhá. Các chị em ơi chia sẻ livestream shop với ạ. À đi thử trực tiếp từng mẫu đi. Ok Thảo Vi chờ một lát nữa nhá. Nga Mi inbox cho shop đi Nga Mi ơi, mẫu L2 đây ạ. Có bot chun không? Có bot chun cái đào, có bot chun nhá. Có bot đen tròn không? Có bot đen tròn à? Đen tròn có đen tròn đấy bạn Thanh Tâm ơi, có đen tròn Thanh Tâm ơi. Nguyễn Đào ơi, có bot chun cái đào ơi. Có bot chun mẫu L2 đấy nhá. Mẫu L2 là 189k, có hai màu đen và màu trắng nhá. Có khóa hàng trước rất dễ đi các chị em ơi, rất là tôn dáng tôn da nhá. Các chị em ơi chia sẻ livestream chút rồi, chia sẻ livestream các chị em ơi. Chia sẻ livestream ạ. N2 là 159k Thúy Tina ơi. N2 là 159k Thúy Tina nhá. N2 là 159 ạ. L2 là 189 nhá, Lê Kiều Việt Nga ơi. L2 là 189 ạ. À đơn này bao nhiêu, đơn nào uyên móm, uyên móm đơn nào, uyên móm comment mã giày đi ạ.
đi thử cho em đôi L2, ok là ok mẫu sẽ đi thử một chiếc cho bạn Nhung Bi xem nhá. Nói đi thử một chiếc này. Ok, mẫu sẽ đi thử một chiếc cho chị họ cho bạn Nhung Bi xem nhá. Ok các chị em ơi, thích mà comment mã giày đi ạ. Chia sẻ livestream shop với các chị em ơi, chia sẻ livestream cho shop với ạ. Chia sẻ livestream với chị em ơi, chia sẻ livestream để mẫu đi thử cho mọi người xem nhá. Chia sẻ livestream shop các chị em ơi, chia sẻ livestream để mẫu đi thử cho mọi người xem nhá. Bốt Chu Ninh Nguyễn Đào mẫu B3 đấy nhá. Có sao bảy đôi bóng trắng kéo khóa. Đôi bóng trắng kéo khóa có 70. Viên mỏ mơ đôi bóng trắng kéo khóa, đôi bóng trắng kéo khóa có 37 nhá bạn đôi L2 thiết là 7 rồi, còn đôi L6 cũng có màu trắng có 7 nhá viên mỏ ơi. Cái đôi L2 trắng kéo khóa trước thiết là 7 rồi, còn đôi L6 này cũng là màu trắng có khóa kéo khóa sau có 7 nhá bạn viên mỏ nhá. Đôi mẫu đang đi vừa nãy là bốt đùi D5 là 189 kim thư nhá. Nguyễn Đào ơi, bốt len chun đấy nhá Nguyễn Đào ơi. Bốt len chun của mình đi Nguyễn Đào ơi. 44 chị em ơi chia sẻ livestream shop với ạ. 45 chị em ơi chia sẻ livestream cho shop với ạ. Chia sẻ livestream đi các chị em ơi. Chia sẻ livestream comment mã giày và size giày để shop để mẫu đi thử cho mọi người xem nhá. Comment mã giày và size giày để mẫu đi thử ạ. Đôi bốt đùi gối vừa đi bao nhiêu mẫu ạ? Đôi bốt đùi 189 các kim thư ơi, 189 các kim thư nhá. Đôi D5 là 189 nhất chị Đặng Tươi ơi, D5 là 189 ạ. 48 chị em ơi chia sẻ livestream shop với ạ, chia sẻ livestream shop với các chị em ơi. Ok mẫu đi thử rồi đây nào các chị em ơi. Mẫu vào thử mẫu D5 và mẫu L2 trắng đấy, nhìn thấy mất sai các chị em ơi, nhìn thấy mất sai nhá. Mẫu đi T2 đi ạ. T2 không có T2 chỉ có L2 thôi, Lê Kiều Việt Nga ơi, L2 mẫu đi kìa. Mẫu L2 mẫu đi kìa nhá, mẫu còn mẫu D5 đẹp, mẫu đi bốt đủ đi ạ. Đôi chun là 179 Nguyễn Đào nhá. Đôi chun này là 179 ạ. Ok, quyết thủy trang ơi, mẫu D5 kia quyết thủy trang ơi. Các chị em ơi chia sẻ là chiếm số với. Chốt những cái số điện thoại. Mẫu đen giá là 159 Thoa Nguyễn ơi. Đôi N2 mẫu đen giá là 159k Thoa Nguyễn nhá. 159k, L3 bao nhiêu? Mẫu L3, ok, mẫu L3 là 199k chị Hồng Ngọc nhá. Mẫu L3 là 199k chị Ngọc ơi. D5 đeo bắt đùi D5 là 189 nhá. Đôi D5 không khóa Kim Thư ơi, rất dễ đi, có dây buộc đùi nhá. D5 không khóa, rất dễ đi, có dây buộc đùi nhá, bạn Kim Thư nhá. Đây ok, có dây buộc đùi kìa. Có dây buộc đùi khỏi lót tuột nhá. Ok Ngọc Thúy ơi, cho shop xin lại số điện thoại Ngọc Thúy ơi. Cho shop xin lại số điện thoại của mình nhá. D5 là 189 Quách Kỳ Trang ơi, mẫu đang đi là 189 nhá. Đi thử L6 chờ một lát nữa thở vi nhá. Mẫu L3 của ai đây ạ? Mẫu L3 của ai thì chốt nhưng ta không có sai nhá. Đây mẫu L3 này chỉ có màu đen duy nhất các chị em nhá, gót cao 5 phân ạ. Các chị em ơi chia sẻ livestream shop với, chốt những tay số điện thoại đi các chị em ơi, số điện thoại ạ. L2 là 179 nhá bạn Nhung Bi ơi. L2 là 179k Nhung Bi nhá. L2 là 179 Nhung Bi ơi. Chung chỉ một loại đấy thôi bạn Nguyễn Đào ơi, chung chỉ một loại đấy thôi ạ. L2 ok cảm ơn Kim Thư nhá. Ok cảm ơn Kim Thư ạ. Ok cảm ơn Ngọc Thúy nhá. Cảm ơn Kim Thư, cảm ơn Ngọc Thúy ạ. Các chị em ơi chốt nhanh tay số điện thoại ạ. Ngọc Thúy là B3 36. Ok. Ok còn Kim Thư là sao, bao nhiêu Kim Thư ơi, comment sai để mình Kim Thư ơi. Mẫu L2 của Nhung Bi đây, L2 là 1189 Nhung Bi ơi. Nhanh tay không hết sai các chị em ơi, chốt nhanh tay số điện thoại giữ sai của mình nhá. Số điện thoại để giữ sai các chị em ơi. Đôi L3 có màu trắng không? L3 không có màu trắng nhá bạn Thảo Vi ơi. L1 ok bạn Ngọc Thúy L1 ạ. L1 thì là có giá là 169k, giá bằng 1/3 thị trường nhá. Có Vũ Thủy ơi inbox cho mình đi, Vũ Thủy ơi inbox cho shop đi Vũ Thủy ơi, có Shopee ạ. Đôi D5 là K7 phân nhá kem dâu ơi, mẫu đang đi là K7 phân kem dâu nhá. Mẫu đang đi là K7 phân còn cộng mẫu là cao khoảng trên màu nét 55 nhá. N2 là 159 Thao Nguyễn ơi. Đôi N2 là 159k có hai màu nâu và màu đen nhá bạn nào Thao Nguyễn nhá. Ok cảm ơn Kim Thư nhá. Bốt đủ cả bốt soi 6 của Kim Thư, cảm ơn Kim Thư rất là nhiều nhá. Bốt chung là K7 phân Nguyễn Đào ơi. Không được kiểm tra hàng trước Tê Đặng ơi, xuất đảm bảo 3 điều cho Tê Đặng nhá, đó là chuẩn sai chuẩn mẫu chuẩn hình nhá Tê Đặng nhá. Không được kiểm tra trước được Đặng ơi, nhưng là xuất đảm bảo chuẩn sai chuẩn mẫu chuẩn hình của mình nhá bạn Đặng Tươi ơi. Các chị em ơi chốt những tay không hết sai của mình ạ. Chốt những tay hết sai nhá. Bốt chun là K7 phân Nguyễn Đào nhá. Mẫu B3 là K7 phân là mẫu bốt len cổ đứng nhá. Đây là mẫu bốt len cổ đứng ạ. Mẫu B3 đây ạ. Mẫu B3 này là mẫu bốt len cổ đứng nhá. Đi nó không bị chùn chân các chị em ơi. Cái phần cổ chân rất là ôm chân nhá. Bắp chân to nhỏ khỏi lo đi ạ. Ship Nam Định là 35k ship nhận đơn thì lý nhá. N2 là K3 phân rưỡi nhá. Thẳng Thoa Nguyễn ơi. Đôi N2 là K3 phân rưỡi nhá. Có giá là 159k thôi. Có hai màu là màu đen nhá. Màu nâu màu đen đây nhá bạn Thoa Nguyễn ơi. Có hai màu nâu đen là 159k nhá bạn Thoa Nguyễn nhá. Nhanh tay không hết sai các chị em ơi, chốt số điện thoại ạ. Số điện thoại có một đùi đế bằng không? Hàng giá đang hết một đùi đế bằng rồi. Có một là cao gót và đế đùi không? Có Kim Thư ơi, chỉ mẫu đấy kia thôi. Kim Thư ơi, chỉ mẫu đang đi thôi Kim Thư nhá. Bốt nào hàng giá comment mã giày của mình như hàng giá ơi. Không có bốt đùi đế bằng nhé bạn, hàng giá chỉ có bốt đùi đế cao thôi bạn hàng giá. Các chị em ơi comment mã giày và size giày xúc bà giá bà size cho mọi người nhé. L6 ok, chờ một chút nữa bạn Thảo Vi ơi. L6 là 199k bạn Tú Sún nhá. Bốt đùi có loại là 5 phân gót vuông không? Bốt đùi chỉ có loại gót vuông cái 7 phân thôi nhá bạn kem dâu nhá. Hoa xương rồng ơi, mình comment thích mẫu nào comment mã giày đi Hoa xương rồng ơi. Hoa xương rồng ơi, mình thích mẫu nào comment mã giày của mình nhá. Thử N1 ok, bạn Thông đến N1 đây nhá.
N1 đây Thảo Nguyễn ơi, N1 đây Thảo Nguyễn ơi, N1 đây. N1 đây nhá, Thảo Nguyễn ơi, N1 đây ạ. N1 đây nha Thảo Nguyễn ơi, N1 là 159k Thảo Nguyễn nha, gót ca 5 phân Thảo Nguyễn ơi. Các chị em ơi chia sẻ livestream với shop với chốt trên tay số điện thoại để giữ size không hết size nhá. Số điện thoại các chị em ơi, số điện thoại giữ size ạ. Số điện thoại để giữ size của mình nhá, số điện thoại để giữ size các chị em ơi, không nhiều size đâu. Số điện thoại để giữ size của mình các chị em ơi. Ngọc Anh đi thử. Mẫu sẽ lên mẫu L6 cho mọi người xem nhá. Đổi mẫu các chị em ơi, đổi mẫu L6 nhá. Đổi xong mẫu L6 các chị em ơi, đổi mẫu L6 rồi ạ. Chốt những cái số điện thoại các chị em ơi, số điện thoại giữ size nhá. Cảm ơn Kem Dâu rất là nhiều, cảm ơn Kem Dâu nhá. Kem Dâu ơi mình đi sau nha, comment size này của mình Kem Dâu ơi. Đổi mẫu các chị em ơi, đổi mẫu ạ. Nhưng cái không hết size chứ không nhiều size đâu ạ. Mẫu B3 đây là mẫu len chun cổ đứng các chị em ơi, đi rất là co giãn thoải mái nhá. Bắp chân to lọ to nhỏ khỏi lo đi ạ. Bó đùi là 189 nhá bạn Ngọc mua nữa. Ok, cảm ơn Kem Dâu rất là nhiều nhá. Cảm ơn Kem Dâu ạ. Cảm ơn Kem Dâu rất là nhiều nhá. Cảm ơn Kem Dâu rất là nhiều, cảm ơn Kem Dâu nhá. Cảm ơn Kem Dâu rất là nhiều, cảm ơn Kem Dâu nhá. Các chị em ơi chốt những cái số điện thoại không hết size nhá. Thích muốn là comment mã giày của mình nhá, thích muốn là comment mã giày ngay ạ. Nhanh tay không hết size nhá. Bó đùi là 189 Việt Moon đấy, bó đùi là 189 nhá. Ok, mẫu lên mẫu L6 rồi ạ. Mẫu sẽ lên mẫu L6 các chị em ơi, L6 đây ạ. L6 của mình đi các chị em ơi, L6 hay màu đen trắng nhá. L6 hay màu đen trắng nhá, 199k L6 ạ. Còn mẫu bắt đùi là 189 các chị em nhá. Bắt đùi có giá là 189k. Cảm ơn Kem Dâu rất là nhiều, cảm ơn Kem Dâu nhá. Cảm ơn Kem Dâu rất là nhiều ạ. Nguyễn Môn ơi mình comment sai rồi, các chị em ơi comment sai rồi đi ạ. Chia sẻ livestream shop với các chị em ơi, chia sẻ livestream ạ. Chia sẻ livestream để shop tư vấn cho mọi người nhá. Chia sẻ livestream để shop có thích mẫu nào comment mã giày để shop đi thử cho từng mẫu một cho mọi người xem ạ. Nhanh tay không hết sai các chị em ơi, không nhiều sai đâu. Thích mẫu nào comment mã giày ngay các chị em ơi, không nhiều sai đâu ạ. Đôi mẫu vừa đi có giá nhiều. Đôi lúc nãy là giá là 189 nhá bạn Tú Thị Thương ơi. Đôi L2 vừa nãy mẫu đi là giá là 189 mẫu trắng này nhá. Bạn Tú Thị Thương, Tú Thị Thương ơi. Các chị em ơi chia sẻ livestream shop với ạ, chia sẻ livestream cho shop với ạ. Mẫu đen bốt đùi bao nhiêu? Mẫu đen bốt đùi là 189 ạ bạn Ngân Nina ơi. Bốt bắp đi ạ, bốt bắp đây là Phương Thảo ơi. Bốt bắp đây là Phương Thảo ơi. Thích bốt nào comment mã giày đi Phương Thảo ơi, thích bốt nào comment mã giày shop đi thử bốt bắp cho bạn Phương Thảo xem nhá. Ngân Nina ơi, bốt đùi mẫu đang đi có giá là 189k bạn Ngân Nina nhá. Mẫu L2 này là 189 chị nào vừa hỏi đấy ạ. Chốt những cái mức size của mình nhá. Chia sẻ livestream với em ơi, chia sẻ livestream shop với. Chia sẻ livestream mua giày giá xỉ nhá. Nhưng tay không hết size, không có nhiều size đâu các chị em ơi. Chốt những tay số điện thoại. Mẫu đang đi là 189 nhá bạn Nguyệt Moon ơi. Còn mẫu trắng là 199 nhá. Mẫu trắng là 199 còn mẫu đen là 189 nhá bạn Nguyệt Moon nhá. Bốt đùi có giá là 189k. Nhưng tay không hết size các chị em ơi. Bốt đùi là phần form, phần bàn chân là da lộn để cố định form chân nhá. Ở phần trên đây là vải nhung nhá. Ở trong có lăn lông, ở đằng sau có dây buộc đùi nhá. Ở đằng sau bốt đùi có dây buộc đùi nhá các chị em nhá. Rất là đi không phải lót tuyệt đùi các chị em nhá. Có dây buộc đùi này, có dây buộc đùi không lót tuyệt đùi nhá. B3 là 179 Phương Thảo ơi. B3 là 179 ạ. B4 là 159 nhá bạn Phương Thảo nhá. B3 là 179, B4 là 159, B5 là 179. Phương Thảo nhìn nghe rõ không ạ? Phương Thảo comment size giày để shop tư vấn giày cho mình Phương Thảo ơi. Các chị em ơi có chốt những tay số điện thoại để giữ size nhá. Bó đùi có mấy mẫu? Bó đùi chỉ có một màu tùy thương ạ. Bó đùi chỉ có một màu thôi ạ. Bó đùi chỉ có một màu đen tùy thương nhá. Các chị em ơi chia sẻ livestream shop với, chia sẻ livestream chị em ơi. Chia sẻ livestream mua giày giá xỉ nhanh tay không mất size nhá. Một đôi cũng được giá xỉ các chị em ơi, chia sẻ livestream shop ạ. Chốt những tay số điện thoại để giữ size của mình nhá. Số điện thoại các chị em ơi không có màu da bò thương ơi, chỉ có màu đen ạ. Chỉ có một màu đen duy nhất thương nhá. Chốt những tay các chị em ơi không nhiều size đâu. Cứ cho shop chia lại số điện thoại để giữ size ngay nhá. Mẫu B5 đây ạ, B5 đây nhá bạn Thúy Candy ơi. B5 được giá là 179k bạn Thúy Candy nhá. B5 là len mũi da nhá bạn Thúy Candy ơi. B5 là mũi da gót da nhá. B5 là mẫu mũi da gót da bạn Thúy Candy nhá. Giá là 179k Thúy Candy ơi. Thúy Candy ơi comment size giày shop tư vấn size giày cho mình Thúy Candy ơi. Comment size giày các chị em ơi, comment size giày shop tư vấn cho mình nhá. Nhanh tay không hết size các chị em ơi, không nhiều size đâu. Thế mỗi là comment mã giày và size giày của mình nhá. Nhớ nhấn theo dõi shop để hàng ngày nhận được các thông báo về mẫu mới liên tục của shop nhá. Các chị em ơi chia sẻ livestream shop với ạ. Chia sẻ livestream với chị em ơi, chia sẻ livestream mua giày giá xỉ nhá. Nhanh tay không hết size, không nhiều size đâu. L1 là 169k và chỉ còn 2 size 3539 thôi. L1 là 169k và chỉ còn 2 size 3539 bạn Uchi nhá. L1 là 169k và chỉ còn 2 size 3539 bạn Uchi nhá. Nhanh tay không hết size, nhanh tay không hết size chị em ơi. À có là 7 phân ạ. 7 phân có B3 7 phân này. Ok Thúy Candy có 36 7 phân nhá bạn Thúy Candy có B3 7 phân nhá. Rất nhiều 7 phân Thúy Candy ơi. B3 này bốt len 7 phân này bạn Thúy Candy ơi, có 36 Thúy Candy nhá. B3 có 7 phân này. L3 7 phân này, L2 7 phân này. L2 7 phân có 38 Uchi ơi, chỉ có 39 đâu Uchi ơi. L2 7 phân này, L6 7 phân này. L3 giá là L3 là 5 phân. L3 là giá là 199k bạn Nguyễn Trang nhá.
Bó đùi cỏ mấy mẫu, có một mẫu tùy thương, có một mẫu thôi. Mẫu L3 đấy nhá, mẫu L3 đấy, mẫu L3 là 199k nhá. Đôi đang cầm là 179k bạn Nguyễn Nhi ơi. Đôi đang cầm đây là 179k bot lane nhá. Bot lane này là bot lane cổ đứng các chị em ơi, 61 triệu xem ơi, chia sẻ livestream shop với ạ. Chia sẻ livestream cho em ơi, chia sẻ livestream shop với ạ. Chốt những tay số điện thoại website nhá. 67 triệu xem ơi, chia sẻ livestream cho em với. Chốt những tay số điện thoại website của mình nhá. Số điện thoại L6 mong đi, L6 có 5 thảo viên, L6 có 5 nhá. L6 có 35 mẫu đang đi có giá là 199k bạn Lê Quế Phương ơi. L6 mong đi đấy ạ, gót qua qua L6 mong đi kia ạ, chị Lê Quế Phương ơi. Thảo viên L6 có 5 thảo viên, chốt những tay số điện thoại giữ sai nhá. Số điện thoại để giữ sai của mình các chị em ơi. Nhanh tay không hết sai, nhanh tay không hết sai các chị em ơi, chốt những tay số điện thoại. Số điện thoại các chị em ơi, số điện thoại không hết sai của mình ạ. Số điện thoại để giữ sai nhá. 69 chia sẻ mất chia sẻ livestream shop với ạ. Chia sẻ livestream mua giá xỉ nhá, một đôi có được giá quá rẻ. B3 có 38 Uchi ơi, B3 có 38 ạ. B3 có 38 Uchi ơi, các chị em ơi chốt những tay số tạo mình nhá. Đôi mộ mang đôi mộ mang đôi mỗi cầm cho mình xem được không? À, mang đôi mẫu cầm cho mình xem được không? Ok Nguyễn Nhi, chờ chút Nguyễn Nhi ơi, cảm ơn Thảo Vi nhá. Cảm ơn Thảo Vi rất là nhiều nhá. Cảm ơn Thảo Vi màu gì Thảo Vi ơi? Màu trắng hay màu đen Thảo Vi ơi? Cảm ơn Thảo Vi nhá. Các chị em ơi chốt những tay số điện thoại còn sai rồi ạ. Số điện thoại cộng sai rồi thì giữ sai của mình nhá. Số điện thoại và chia sẻ livestream cho em với. Thảo Vi ơi chia sẻ livestream số với Thảo Vi ơi, chia sẻ livestream số với Thảo Vi ơi. Các chị em ơi thích muốn nào comment mã giày để shop tư vấn cho mình nhá. Thích muốn nào comment mã giày ngay ạ. Mẫu gì nữa B4 đây ạ. B4 là 159k. Ok Uchi ơi, chờ em chút Uchi ơi. Chờ em chút Uchi nhá. Đôi L3 là 199 nhá bạn Trang Mít ơi. Đôi đen mẫu đang đi là 189k Ngọc Quyên ơi. Đôi đen mẫu đang đi là 189 Ngọc Quyên nhá. Đôi B3 đây nhá. B4 là 159 còn B3 là 179 ạ. Cho mẫu đi B3, ok Thúy Kenny mẫu đi B3 đi nhá. Ok Thúy lên mẫu lên trên mẫu B3 cho bạn Thúy Kenny xem nhá. Ok đổi mẫu đi. Ok mẫu đổi B3 các chị em xem nhá. Mẫu đổi B3 các chị em ơi, mẫu đổi B3 nhá. Chị Thương ơi, chị Thương ơi, ok chờ chút nha Thương ơi, chờ chút Thương ơi. Chờ chút chị Thương nhá. Ok cảm ơn Thảo Vi rất là nhiều ạ. Cảm ơn Thảo Vi nhá. Cảm ơn Thảo Vi rất là nhiều, cảm ơn Thảo Vi rất là nhiều nhá. Ok cảm ơn Thảo Vi rất là nhiều nhá. B3 B4 qua đây ạ. B4 là 159 con B3 là 179 nhá chị Uchi ơi. B3 của mình đây ạ. B3 của mình Uchi ơi. B3 là 179 con B5 là 159 nhá. Các chị em ơi chốt những tay số điện thoại giữ sai của mình nhá. Lam Nhung ơi comment mã gì thì Lam Nhung ơi. Comment rồi ok chúng mình là L1 đây ạ. Các chị em ơi chia sẻ livestream shop với, chia sẻ livestream shop với các chị em ơi. Chia sẻ livestream mua giá xỉ nhá. Nhanh tay không hết sai, không nhiều sai đâu các chị em ơi. Sai to nhất là sao 39 Queen V ơi. Sai to nhất là sao 39 Queen V nhá. Mẫu L1 đấy nhá, L1 giá bằng 1 phần 3 trường Fendi ạ. Fendi L1 giá bằng 1 phần 3 trường nhá, 169k. L2 là 189 Hà ơi. L2 là 189k Hà nhá. L2 có giá là 189k Hà ơi. L2 là 189k Hà ơi. B3 là lên là chất nhựa chất len chun nhá Ốc Chi ơi. B3 là len chun nhá. Ok chờ chút Đinh Kim Anh ơi, chờ chút chị Đinh Kim Anh ơi. 75 triệu xem ơi chia sẻ livestream shop với ạ. L2 đây các chị em ơi, L2 đây ạ. Có bot trắng bệt không? Không có bot trắng bệt, chỉ có bot trắng KK 7 phân thôi nhá bạn Gia Anh ơi. Đây nhá bạn L bạn ai là hỏi L2 L3 ok L3 đây ạ. Ok L3 đây, L3 đây. Mẫu đi mẫu mẫu B3 các chị em ơi, mẫu đi bốt lửng B3 đây nhá. Mẫu đi mẫu bốt lửng B3 đây ạ. Bốt lửng B3 đây các chị em, bốt lửng B3 đây. Bốt lửng B3 đây nhá. 179k có bốt đùi cao gót là 189 nhá. L3 của ai đây ạ? L3 của ai chốt nhìn tay không hết sai nhá. L3 của ai đây chốt nhìn tay không hết các chị em ơi, L3 chốt nhìn tay không hết sai ạ. L3 chốt nhìn tay không hết sai ạ. L3 chốt nhìn tay không hết sai các chị em ơi. Văn Thanh ơi, L3 đây ạ. Cho mình xem mấy lại bốt trắng với. Ok ra ngay chờ chút cho anh ơi, chờ chút cho anh nhá. Mẫu đang đi mẫu đang đi mẫu B3 các chị em ơi, mẫu đi mẫu B3 đây ạ. Mẫu đi mẫu B3 các chị em ơi, mẫu đi mẫu B3 đây ạ. Gia lộn có Uchi ơi, có Uchi gia lộn ơi, có Uchi gia lộn ơi. Uchi ơi, có gia lộn nhé Uchi nhá. Có mẫu gia lộn B4 nhá bạn Uchi ơi. Bốt cao gối là 189 nhá bạn Hiền Spa ơi. Hiền Spa bốt cao gối là 189 Hiền Spa ơi. Các chị em ơi, trước chốt những tay số điện thoại giữ sai của mình nhá. Số điện thoại các chị em ơi, số điện thoại ạ. Số điện thoại để giữ sai của mình các chị em ơi, số điện thoại website nhá. 85 triệu xem ơi, chia sẻ livestream shop với ạ. Chia sẻ livestream và chốt số điện thoại website của mình nhá. Chốt số điện thoại các chị em ơi, chốt số điện thoại website của mình các chị em ơi. Không có nhiều sai đâu, không có nhiều sai đâu các chị em ơi, chốt những cái số điện thoại của mình ạ. Số điện thoại để giữ sai của mình các chị em ơi, L6 đây. Ok Trang biết đây L6 đây nhá. Ok Trang biết đây L6 đây nhá. L6 quay màu đen là màu trắng nhá Trang biết nhá. L6 quay màu đen trắng là 199k bạn Trang biết ơi. Trang biết nhá. Ok bạn Uchi ok chị Uchi B4 đây ạ. B4 là 159k bạn Uchi ơi. B4 là 159k nhá. Các chị em ơi chia sẻ livestream shop với ạ. Chia sẻ livestream cho em với các chị em ơi. Chia sẻ livestream mua giá xỉ nhá. Ok ok Lam Nhung ơi, một đây Lam Nhung ơi. Mẫu B4 đây nhá, một chị B4 đây ạ. B4 đây các chị em ơi chốt những cái website nhá. Uchi ơi chốt đi ạ. Chốt số điện thoại giữ sai của mình đi Uchi ơi, không website Uchi ơi. B4 là 159k nhá.
N1 là 159 nhá bạn Lam Nhung ơi. N1 là 159k Lam Nhung nhá. Các chị em ơi chốt những tay số điện thoại nhá. Có 7 Uchi ơi. Có 7 Uchi ơi chốt những tay số điện thoại không sai Uchi ơi. Số điện thoại giữ sai ạ. Có đủ sai cho mình Uchi ơi chốt số điện thoại đi ạ. Chốt số điện thoại giữ sai các chị em ơi không có nhiều sai đâu. Chốt số điện thoại giữ sai của mình nhá. L3 đây là ra bóng đi nhá bạn Diệu Nga ơi. L3 ra bóng đi nhá Diệu Nga ra chân đây ra chân bóng đây Diệu Nga ơi. Bốt dài là 189 nhá. Có đất lông một mai năm à mục B4 à. B4 là không có lót lông nhá bạn à Mộc Mai ơi, B4 không có lót lông nhá. B4 nó không có lót lông nhưng mà Mộc Mai nhá. Các chị em ơi chia sẻ livestream so với lại chia sẻ livestream mua giày giá xỉ cho chị em ơi. Không có nhiều sai đâu. Thế muốn là comment mã giày ngay các chị em ơi không nhiều sai đâu ạ. Comment mã giày và sai giày của mình đi các chị em ơi, không nhiều sai đâu. Đây spam bút gối đấy bạn à, spa ơi. Ok cảm ơn Uchi nhá. Hiền spa đây này, bốt gối đây, hiền spa ơi, bốt gối mà không đi đấy. Bốt gối mà không đi đây, hiền spa ơi. Bốt gối đấy ạ. Ok, Khánh Hòa ơi, cho sắp xin lại số điện thoại Khánh Hòa ơi. Số điện thoại cũng sai dạy của mình Khánh Hòa ơi, số điện thoại cũng sai dạy ạ. B4 đây nhá bạn, Minh Nguyệt đây B4 đấy ạ. B4 là 159k bạn Minh Nguyệt nhá. B4 là 159 Minh Nguyệt ơi. B4 là 159k Minh Nguyệt ơi. B4 của mình đây các chị em ơi, chốt những cái số điện thoại nhá. Khánh Hòa ơi, số điện thoại của Khánh Hòa ơi. Số điện thoại cũng sai dạy các chị em ơi. Ok, cảm ơn em, cảm ơn Uchi, Uchi lấy 2 đôi nhá, ok, cảm ơn Uchi ạ, B4, 367. Cảm ơn Uchi rất là nhiều, cảm ơn Uchi rất là nhiều ạ. Hồng Hiếu ơi, L1, chỉ còn 23539 nhá, bạn Hồng Hiếu ơi. Hiện Spy, mẫu đang đi, mẫu đùi mẫu đi, phần bàn chân nó là phần, nó là phần da lộn, nhá, cố định phong chân. Ở trên là vải nhung nhá, ở trong nó là lông, ở đằng sau có dây buộc đùi nhá, bạn, chị ơi, Hiện Spy ơi. Cảm ơn Chi nhá. Bốt qua gối là 189 trang Uresi ơi. Trang mít ơi, L3 là 18199 nhá bạn à trang mít nhá. L3 là cao 7 cao 5 phân trang mít ơi. L3 là cao 5 phân đi cực xinh nhá. Đi cực chất luôn ạ. À. Bốt ra bóng nhá. Có các đường chỉ chạy cạnh quanh thân nhá. Có lăn lông ở trong ạ. À. Mẫu bên mẫu L3 là mẫu nào có lăn lông các chị em mà có lăn lông ở trong nhá. Có lăn lông ở trong đi cực ấm chân các chị em ơi. L3 có lăn lông ở trong nhá. L3 có lăn lông ở trong nhá. L3 có lăn lông ở trong các chị em ơi. L3 ok cảm ơn Thúy Candy nhá. Ok Đặng Thúy ơi, chờ một lát Đặng Thúy ơi. Ok mẫu lên thử mẫu B4 ạ. Ok. Mẫu đổi mẫu B4 ạ. B4. Ok cảm ơn Thúy Candy rất là nhiều. Ok Đặng Thúy ơi, mẫu đi thử lên ạ. À ok xem đôi bút gối quay gần đi. Ok ôi cha, bút mẫu đi. Bút mẫu đi là 189 Nguyễn Hương ơi. Bút mẫu đi bút đùi là 189 nhá. À trang Uzi ok trang Uresi ơi, bút đùi đây ạ. Lấy chiếc đi. Đây nhá bạn ạ, trang Uresi bắt đủ qua gối đấy ạ. Bắt đủ qua gối đấy, trang Uresi ơi, bắt đủ qua gối đấy ạ. 61 trang xem ơi, chốt những cái không sai ạ. Số điện thoại cộng sai giày của mình các chị em ơi. Số điện thoại cộng sai giày nhá. Ok, cảm ơn trang Mít nhá, cảm ơn trang Mít rất là nhiều nhá. Cảm ơn trang Mít rất là nhiều ạ. Các chị em ơi, chốt những cái số điện thoại dưới sai của mình nhá. Số điện thoại các chị em ơi, số điện thoại dưới sai nhá. Trang Uresi ơi, bắt đùi đấy ạ, bắt đùi có dây buộc đùi nhá. Có dây buộc đùi các chị em ơi, không lo tuột đùi nhá. Có dây buộc đùi gót này. Cái phần bàn chân nó là da lộn nhá. Cái phần bàn chân là da lộn ạ. Thảo Tony ơi, bốt đùi này là 189k. Phần bàn chân nó là da lộn các chị em ơi, phần bàn chân là da lộn để cố định form chân của mình nhá. Ở trên này là vải nhung ạ. Phần body của nó là vải nhung nhá. Ở đằng trong có lót lông ạ. Ở trong có lót lông các chị em ơi, Ở trong có lót lông các chị em ơi. Bốt đùi ở trong có lót lông nhá, đi ấm chân nhá. Có dây buộc đùi có lót tuột đùi nhá. D5 là 189 Thảo Tony ơi, D5 mẫu đi là 189k nhá. Đây ạ. D5 mẫu đi là 189k Thảo Tony ơi, D5 mẫu đi là 189 nhá. Mẫu lên năm mẫu đi là 189k nhé bạn Thảo Tony ơi. Mẫu L3 là 199 nhá. Ok, lấy chị đôi bốt dưới B8 và dưới bốt dưới 38. Đôi nào chị Uchi, đôi nào Uchi ơi, đôi nào chị Uchi ơi. Chị Uchi đôi nào nhỉ? Đôi L3 này à? Uchi ơi, hay đôi nào chị Uchi nhỉ? Hay đôi B3 chị Uchi ơi. Bốt len hay là bốt ra bóng này à chị Uchi ơi? Đôi L3 ra bóng hay là bốt len B3 à chị Uchi? Mẫu L3 là 199 Phương Ất ơi. Mẫu đi mẫu B4 các chị em ơi, mẫu đi mẫu B4 nhá. Mẫu B4 có giá là 159k đấy nhỉ. Đây ạ. À. Bốt dưới. Bốt đùi à? Bốt đùi ok, bốt đùi 38 à chị Uchi ơi, bốt đùi ạ. À. Bốt đùi mẫu đi là 189 nhá Nguyễn Hương ơi. Bốt đùi mẫu đi là 189 nhá. Bốt đùi đang đi là 189k bạn Nguyễn Hương nhá. Người mẫu ok, em cảm ơn chị Uchi. Ok Uchi ơi, ok Uchi rồi nhá. Ok Uchi nhá, ok Uchi rồi ạ. Mẫu L3 ok Thanh Bình, mẫu L3 đấy Thanh Bình ơi, mẫu L3 đấy ạ. Mẫu L3 Thanh Bình nhá. Ok cảm ơn chị Uchi rất là nhiều. N1 là 159 anh Trần ơi. Anh Trần ơi, N1 là 159k nhá. Mẫu L3 đây nhá bạn Thanh Bình ơi, có khóa sau nhá.
Thanh Bình ơi, mỗi L3 có khóa sau ra bóng nhá. Có các đường chỉ chạy dọc thân này, có các đường chỉ chạy dọc thân vô cùng xinh luôn nhá. Ok Trang Mít, ok Trang Mít, chờ chút Trang Mít ơi. Cảm ơn Trang, ok Trang Mít nhá. Có khóa sau ở trong lót lông nhá bạn Thanh Bình ơi. Ở trong lót lông Thanh Bình nhá. Ở trong có lót lông đi cực ấm chân Thanh Bình ơi, đi cực ấm chân là mượt chân ạ. Rất là dễ đi Thanh Bình nhá, rất là trơn chân này, rất là ấm chân nhá. Có khóa sau nhá, khóa tròn rất là xinh đấy ạ. Ok Bích Vân ơi, chờ chút nữa Bích Vân ơi. Chờ một chút nữa Bích Vân nhá, chờ một chút nữa Bích Vân ơi. Ô, cho mình xem thử tiếp đôi ba. Đặng Thúy ơi, mẫu vừa đi đôi B3 xong. Đặng Thúy ơi, mẫu vừa đi đôi B3 xong mà. Mẫu vừa đi thử đôi B3 xong cho Đặng Thúy xem mà. Đây B3 đây nhá, B3 đây Đặng Thúy ơi, B3 đây ạ. Ô, Bích Vân ơi, chờ một chút Bích Vân ơi, chờ một chút Bích Vân nhá. Mẫu B3 đây Đặng Thúy nhá. Đặng Thúy B3 đây ạ, Đặng Thúy ơi, B3 đây ạ. B3 là bút len nhá. Mẫu B3 không có kiểu da lộn L3 nhá, L3 không có da lộn Thanh Bình ơi, L3 chỉ có da bóng nhá. Da chân bóng rất là xinh Thanh Bình ơi, không có mẫu da lộn ạ. Đặng Thúy ơi, mẫu B3 đây Đặng Thúy nhá. B3 là mẫu len cổ đứng nhá, rất là ôm chân ạ. Cái phần cổ rất là ôm chân cho Đặng Thúy nhá. Gót bạc ạ, à, gót bạc đi cực xinh nhá Đặng Thúy ơi, nhìn rõ không ạ? À, đi rất là ôm chân nhá, cái phần cổ nó không bị là cổ đứng nhá, không bị trùng chân đâu Đặng Thúy ơi. N1 là giá là 159 nhá bạn à, Ánh Dương ơi. N1 là 159k Ánh Dương nhá. N1 là 159k Ánh Dương ơi. N1 là 159k gót cao 5 phân Ánh Dương nhá. Gót cao 5 phân 159k Ánh Dương ơi. Các chị em ơi chốt những tay số điện thoại dưới sai của mình nhá. Anh Trần ơi N1 đây, anh Trần ơi N1 đây ạ. N1 là 159k nhá bạn Ánh Dương ơi. N1 là 159 ạ. N1 là 159k nhưng đang hút sai của mình, các chị em không nhiều sai đâu. Nhưng anh không hút sai của mình nhé bạn anh Trần và đàn Ánh Dương ơi. Số thì dạ các chị em ơi, số thì dạy hút sai nhá. Số thì dạy hút sai của mình các chị em ơi, B4 mong đi ạ. Mẫu nó lên chân mẫu B4 là 159k nhá các chị em ơi. B4 mẫu lên chân cực xinh nhá, 159k mẫu vải nhung nhá. Gót cao 7 phân ạ. Nhưng anh không hút sai của mình ạ. Mẫu lên chân mẫu B4 nhá các chị em nhá. Bó đùi là 189 chị Bảo Anh ơi, bó đùi là 189 ạ. Bó đùi là 189k chị Bảo Anh nhá. Nhanh tay không có sai, chị em ơi, nhanh tay không có sai của mình nhá. Mẫu B4 này, các chị em ơi, B4 này ạ. B4 là 159k nhá, mẫu đi rồi ạ. Ok, ok, Lam Nhung ơi, bên trong là 1, ok, Lam Nhung ơi. Ok, ok, bạn à, Eo Ngà Ly ơi, chờ chút nhá. Ejegon Ga Ly à, Hàn Quốc khó đọc quá. Đây nhá, bạn à, Lam Nhung ơi, bên trong là 1 đây ạ. Bên trong là 1 là vải nhung nhá, à, phần có cái lót lông nhá, bạn à, Lam Nhung ơi, có lót lông nhá, có lót lông nè. Thúy Thơm đôi nào, Thúy Thơm ơi, đôi nào Thúy Thơm ơi. Thúy Thơm đôi nào, Thúy Thơm ơi. Thúy Thơm đôi nào, Thúy Thơm ơi. Cái bạn gì Hàn Quốc ơi, bạn gì Hàn Quốc ơi. Cho mẫu đeo đôi B4 chị có. Đây B4 đây chị Út Chi ơi, B4 kia. B4 đây chị Út Chi ơi, B4 mong đi đây. Hai mẫu chị đặt đây chị Út Chi ơi, hai mẫu chị đặt đây ạ. Chị Út Chi ơi, hai mẫu chị đang đặt đây, số mong đi mẫu đi này chị Út Chi ơi. Hai mẫu chị đặt mẫu đi cả hai này chị Út Chi ơi. Ok, cảm ơn anh Trần, cảm ơn anh Trần rất là nhiều nhá. Cảm ơn anh Trần N137 ạ. N137 anh Trần ơi, N137 nhá. Chuyển sang N2 đi anh Trần ơi, N137 rồi. Anh Trần ơi chuyển sang N2 cho em với. N137 rồi nhá. N137 rồi anh Trần ơi, chỉ chuyển sang N2 cho em với ạ. Đây năm cái mông đi kìa bạn, chọn sai con đường ơi. Anh Trần ơi N137 rồi chuyển sang N2 nhá. Chuyển sang N2 đi anh Trần ơi, N137 rồi. Anh Trần ơi chuyển sang N2 đi anh Trần ơi. N137 rồi nhá. Bốt dài là 189 Phương Nấm ơi. Ôi cảm ơn chị Út Chi rất là nhiều. Không được kiểm tra hàng trước nhá Thịnh Minh Hằng nhá. Xúc đảm bảo 3 điều cho Minh Hằng nhá. Đó là chuẩn sai, chuẩn mẫu, chuẩn hình Minh Hằng ơi. Yên tâm đi ạ. Khỏi kiểm tra hàng trước bạn Minh Hằng nhá. L6 đây nhá bạn, L6 đây ạ. Mẫu L6 đây nhá, mẫu L6 đây ạ. Ok cảm N138 ok là 38 à. Ok cảm ơn Lâm Nhung, cảm ơn Lâm Nhung rất là nhiều. Cảm ơn Lâm Nhung nhá. Nhưng mà chân chịu 36 à. Chịu ơi. Chân chịu 37 mà. Ok N2 đây, ok Lam Nhung ơi L2 đây ạ. N1 hết 3738 Lam Nhung ơi. Lam Nhung N1 38 Lam Nhung ơi. N1 chỉ có 39 à 38 ok ok. Có 38 Lam Nhung nhá, ok Lam Nhung ơi. N2 anh Trần ơi, N2 đây nhá. B4 có 36 Bích Oanh ơi. B4 có 36 Bích Oanh nhá. N2 anh Trần ơi, N2 anh Trần ơi. N2 cũng mẫu kiểu dáng tương tự như mẫu N1 nhá bạn anh Trần nhá anh ạ. Có hai mẫu là mẫu có hai màu là màu đen màu nâu nhá bạn anh Trần nhá. N2 có 67 nhá bạn anh Trần ơi, hai màu để có 7 anh Trần ơi. Nấu đen để có 7 anh Trần nhá. B4 em có 36 lên chân L5. Ok Kiều Trang ơi, chờ chút Kiều Trang nhá. Chờ Kiều Trang ơi, chờ một chút để mẫu lên chân L5 cho Kiều Trang xem nhá. Chờ một chút Kiều Trang ơi, chờ một chút Kiều Trang ơi. B4 có 36 Bích Anh ơi, mẫu đi cực xinh đi kìa. Mẫu đi cực xinh như B4 có 36 Bích Anh nhá. Mẫu đi mẫu 36 đấy Bích Anh ơi, đây ạ. Mẫu đi có 36 nhá. Chốt những cái số điện thoại các chị em ơi, số điện thoại thứ sai ạ. Số điện thoại các chị em ơi, số điện thoại thứ sai của mình nhá. N2 đây anh Trần ơi, N2 đây nhá. N2 đây anh Trần ơi. N2 đây anh Trần ơi, nhìn rõ không ạ? N2 đây ạ. Có 37 nhá anh Trần ơi, có hai màu đâu đen 37 nhá. Các chị em ơi chốt những cái số điện thoại thứ sai của mình nhá. Số điện thoại thứ sai của mình các chị em ơi, nhanh tay có sai không nhiều sai đâu. Không có nhiều sai đâu các chị em ơi, nhanh tay có sai của mình nhá. Ok ok Lan Nguyễn ơi cho sốt chỉ lại số điện thoại Lan Nguyễn ơi. Lan Nguyễn ơi cho sốt lại số điện thoại nhá. Mẫu đi là mẫu lên B4 này ạ.
Mẫu đi lên mẫu đang lên chân 1B4 cực xinh đấy các chị em ơi. Anh Trần ơi, N1 hết 38, anh Trần ơi, N1 em chỉ có một đôi, mà anh chị có chị chốt rồi anh Trần ơi. N1 hết 38 rồi anh Trần ơi, chuyển sang N2 đi ạ. N2 có đủ size cho mình anh Trần ơi. N1 hết 38 rồi. N1 hết 38, hết 37, 38 anh Trần ơi, N1 hết 37, 38 rồi ạ. N1 hết 37, 38 anh Trần ơi, chỉ có một đôi mà anh có chị chốt rồi. Ok, Uchi B4 lấy thứ 39, ok, cảm ơn chị Uchi ạ. Ok, cảm ơn chị Uchi nhá, cảm ơn chị Uchi nhá. Cảm ơn chị Uchi rất là nhiều nhá, cảm ơn chị Uchi ạ. B4 có 36, B4 có 36 nhá, B4 có 36 ạ. B4 có 36 mong đi các chị em ơi, B4 có 36 kìa. B4 có 36 các chị em ơi, B4 có 36 nhá, nhìn thấy website của mình các chị em ơi, không nhiều sai đâu. Các chị em ơi, chốt giày nhà em luôn nhá. À, nhà em bán quá rẻ rồi nên là không miễn ship nha chị Uchi nhá. Mọi người ơi, B4 rất là đẹp nhá. Mẫu đi này mọi người ơi, rất là đẹp luôn nhá. Rất là đẹp, rất là tôn dáng, rất là tôn chân luôn. Hai mẫu nhà em đôi bên đôi bốt đùi chỉ có 189.000, còn đôi B4 có giá là 159.000 nhá mọi người nhá. Trần Duyên ơi, em có B4 159.000, D5 bốt đùi cao là 189.000 nhá chị Duyên ơi. Để lại số điện thoại địa chỉ ngay nhá để em chốt đơn, không rất là khan hàng ạ. À, mọi người ơi nhanh lên để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Em cảm ơn chị Lan Nguyễn nhà anh Tuấn đây, 189.000 nhá. Đôi bốt gối bốt đùi 189.000 nha, em cảm ơn chị Lan Nguyễn ạ. Ok chị Trang Nguyễn đợi em một chút nhá. Ok Pick Oanh ơi, đúng rồi ngang ngố ơi, B4 là ra lộn nha mọi người nhá. B4 còn 38 mọi người, nhanh tay chốt B4 nào. B4 và D5 mẫu đang đi nhá mọi người nhá, rất là đẹp. Đi đôi này rất là xinh luôn, rất là dễ kết hợp đồ nhá. Mình zoom gần cho mọi người xem, mẫu B4 chỉ có 159.000 nhà mình ạ. 159.000 thôi ngang ngố ơi. Bích Vân ơi, nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ nhá để mình chốt đơn nhá. Đấy, để lại số điện thoại địa chỉ nhá. D5 ánh tụ nơi D5 nhá. Ánh tụ nơi D5 còn 38 mới để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Phần bàn chân là da lộn, còn phần trên là vải nhung, bên trong có lót lông nhá chị cánh mỏng tường vi ơi. 7 phân nhá Hà River ơi. Ok chị Uchi chị yên tâm nhá. Mình đã ghim giá phía dưới rồi nên là mọi người nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ để mình chốt đơn cho mọi người nhá. Em cảm ơn chị Diệp Ngọc ạ. Nhanh lên mọi người ơi, không có bốt lửng màu sữa nhá chị ơi, chỉ có màu đen thôi. Nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ để mình chốt đơn cho mọi người nhá. Mình đã ghim giá phía dưới rồi. Rất là đẹp nhá. Bột BL3 nhà em vừa đi thử xong ấy chị ơi, nên là chị nhìn bên ngoài luôn nhá, bởi vì bốt dáng ngắn này thì nó rất là dễ đi thôi, không có size 42 ạ. Đây nha chị ơi, chị Bích Vân ơi, đây nhá. Đôi L2 189.000. Ok em cảm ơn chị cánh mỏng tường vi nhá. Ok em cảm ơn chị ánh tún nhá, để lại số điện thoại địa chỉ để mình chốt đơn cho mọi người nhá. Không có 5 phân nha Duyên ơi, chỉ có 7 phân thôi. Ok cảm ơn Vân Anh Đỗ nhá. Để lại số điện thoại địa chỉ để mình chốt đơn cho mọi người luôn nhá. Pick Oanh ơi, LB3 đây mọi người ơi. Để lại số điện thoại địa chỉ nhá mọi người ơi. Ok, chị Hồng Nhung đợi em một chút nhá. 189.000 mình đã ghim ở phía dưới rồi đấy. Có 37 nhá. L2 mình ở Hà Nội nhá. Đây nhá, B3 đây Pick Oanh ơi, rất là đẹp. Đây là chất là len nhá mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Đôi này đi siêu bó luôn, chỉ có 179.000 thôi. Không shop nào bán rẻ như shop mình luôn nhá. Đây là mình đã livestream rất là gần nên mọi người nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ nhá để mình chốt đơn cho mọi người nhá mọi người ơi. L2 189.000. Ok, tí nữa mình sẽ đi N2 nhá. Ok, bạn mẫu đứng lên cho khách xem mẫu bột đùi nhá. Đây nhá, chị cánh mỏng tường vi nhá. Đây nhá, đi rất là đẹp, rất là xinh luôn. Rất là đẹp, và bạn mẫu nhà em chỉ cao 1m56 thôi mà đã rất là lên dáng rồi. Nên các chị yên tâm nhá, rất là bột đùi rất là dễ đi, rất là đẹp nhá. Đây B3 đây chị Diệp Ngọc ơi, để lại số điện thoại địa chỉ để em chốt đơn nhá. Đôi này em clip nhiều rồi mà. Có size 36 Hà River ơi, để lại số điện thoại địa chỉ ngay nhá để mình chốt đơn, không là không còn hàng đâu ạ. Rất là nhiều người đặt rồi. Ok Hạnh Nguyễn ơi, để lại số điện thoại địa chỉ luôn nha em ơi. Nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ để chị chốt đơn nhá, không là không còn hàng đâu. Hàng năm nay rất là cháy, rất là khan hàng. Ok N1 Tuyết Ánh Vũ đi size bao nhiêu bạn ơi? Tuyết Ánh Vũ đi size bao nhiêu để mình chốt đơn cho bạn nhá. Không phải đâu chị ơi, tại vì là bạn ấy đang đi size nó hơi lớn hơn chân bạn ấy một chút, còn nếu mà mình đi chuẩn size là sẽ ok nha chị nhá. Không phải là ấy đâu. Em kéo lên một chút thôi chị, kéo cái bốt đùi lên một chút. Ok, Diệp Ngọc em cảm ơn chị Diệp Ngọc nhá. Đây chị Diệp Ngọc nhìn mẫu B4 nha em, không đen mẫu B3 nó sẽ tương tự như mẫu B4, nó chỉ khác một chút thôi, nó là chất len thôi. 179.000 chắc Nguyệt Phương ơi. Ok, Hiền Sắp mà spa cho em xin lại số điện thoại địa chỉ nhá.
để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Em cảm ơn chị Nguyễn nha. Okay, chị Lan Đam ơi, em có dục bưu điện rồi nha. Mai là ngày kia là người ta ship, cảm ơn Hà River nhá. Cho xem L1 size 39 nha. Trăm ơi, để lại số điện thoại địa chỉ nha mọi người ơi. Để lại số điện thoại địa chỉ để mình chốt đơn nhá. Đôi nào Minh Hằng ơi, đôi vốt đùi 100 mình đã ghim giá hết phía dưới rồi. Nên mọi người chỉ cần để lại số điện thoại địa chỉ để mình chốt đơn thôi nha mọi người nhá. Đây nhá, Nguyệt Phương ơi, em dơ bao nhiêu lần rồi ý. Đây nhá, không có bô len hở mũi hay mai ốc nhá, hết rồi. Chị Nguyệt Phương ơi, B3 đây nhá, em chỉ dơ lần này thôi. Thấy số điện thoại của Hạnh Nguyễn chưa anh? Thấy rồi nhá, Hạnh Nguyễn ơi, chị cảm ơn nhá. Mọi người để lại số điện thoại địa chỉ nhá mọi người ơi. Không có đâu chị ơi. Bốt, đôi bốt ngắn là 159k. Ok, đi thử N2 cho mọi người xem nhá, lăn nữa nhá. Ok, sẽ lên L5 nhá. Mọi người đợi em một chút nhá. Ok, em cảm ơn chị Mỹ Dung đặt bốt đùi size 39. Ok, em cảm ơn mọi người nhá. 159.000 em đã ghim giá phía dưới đây này, đôi bên đôi lửng là mã B4 nhá mọi người, để lại số điện thoại địa chỉ nhá. 159.000 Bích Phượng ơi, 159.000 nhá. Đôi bốt dài 189.000, để lại số điện thoại địa chỉ nhá mọi người ơi. Trăm vào N2 à em ơi. Chỗ nào Hà Nội, Hà Nội từ 25 đến 30.000 nhá. Quỳnh Trang bốt của ngắn biết. Chị đọc mã cho em nhé, nói đến nay là em không biết đâu. Cảm ơn Trần Duyên nhá. L6 chất da bóng nhá. Ok Trang Mít ơi, nãy là sốt có đi thử rồi, Trang Mít cứ yên tâm, để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Rồi tí nữa thì mình sẽ gửi video cho mà đi. Bích Hương à, đây B4 đây nhá. Ok em cảm ơn chị Mỹ Dung nhá. Đây đây. Ok chị Nguyễn Huệ đợi em một chút nhá. Bốt đùi 189.000 thôi mọi người ơi. 189.000 mẫu bốt đùi mọi người, nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Để mình chốt đơn nhá. Đây mẫu B4 shop đang mẫu đang đi đây mọi người. Lộc ơi để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Ok ra chị ơi để lại L2 à. Hạnh ơi ok L2 đây nhá. L2 có hai màu trắng và đen rất là đẹp luôn. Đây nha mọi người ơi, 159.000 thôi. Hương Phú Thúy ơi, phải đợi mình một chút chứ. Thì mình mới để thay mẫu nha mọi người ơi. Nhanh lên để lại số điện thoại địa chỉ nha. Để lại số phong chuẩn nha chị Thúy Đặng ơi. Đôi nào mà rộng hay chật thì em sẽ gọi lại tư vấn. Nên là cứ để lại số điện thoại địa chỉ ngay nha. Chất da lộn chị Lộc ơi, chất da lộn nhá. B4 là chất da lộn. Ai chốt bốt đùi và da lộn để lại số điện thoại địa chỉ ngay nhá. Ok Hạnh ơi, để lại số điện thoại địa chỉ cho chị luôn. À em để lại rồi đúng không? Ok chị chốt rồi nhá. Bên trong nó là chỉ là lớp nỉ bình thường thôi chị nhá. Bên trong lớp nỉ nhá. Út Chi ơi, chị yên tâm nhá. Đôi này đi rất là xinh nên là không phải lo cái vấn đề đấy đâu ạ. Có ai chốt bốt đùi và B4 nữa không, để lại cho em số điện thoại địa chỉ ngay nhá. Vì rất là cháy hàng nha mọi người ơi. Để lại số điện thoại địa chỉ để em chốt đơn D5 và B4 luôn nhá. D5 chỉ có 189.000 và B4 chỉ có 159.000 thôi Lộc nhá. Để lại số điện thoại địa chỉ để chị chốt đơn cho em luôn nha Lộc ơi. Mình đã ghim giá phía dưới rồi nên là mọi người nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ ngay nhá. Mẫu đang đi đấy. Còn 39 nha Duyên ơi, để lại số điện thoại địa chỉ. Ok Trang Mít để lại số điện thoại địa chỉ nhá Trang ơi. Trang Mít để lại số điện thoại địa chỉ chưa anh? Để lại số điện thoại địa chỉ nhá để chị chốt đơn. Ok em cảm ơn Thúy Đặng nhá. Đôi D5 mẫu đang đi chỉ có số 189.000 thôi. Và đôi B4 đang đi thì chỉ có 159.000 thôi mọi người nhá. Nhanh tay để lại số điện thoại hả? Em cảm ơn chị Thúy Đặng nhá. Ok, chị yên tâm nha chị Út Chi nha. Shop em cam kết 100% giao đúng size đúng mẫu nha mọi người nhá. Để lại số điện thoại để em chốt đơn cho mọi người nhá. Mọi người ơi, 159.000 mẫu B4. Chị Lộc để lại số điện thoại địa chỉ ngay đi. Không phải chị comment một lúc nữa là hết hàng đấy chị Lộc nhá. Ok, Mai Mai ơi, để lại da lì 7 phân. Là đôi nào chị ơi, chị đọc mã cho em nhá. Chứ nói đến nay thì em không biết mẫu nào. Không có nhá chị ơi, đôi này là đôi bút đùi nhà em là cao 7 phân nhá chị nhá. Để lại số điện thoại để chỉ để mình chốt đơn cho mọi người nhá. Không là một lúc nữa là hết hàng đấy. Là shop sẽ không có hàng để gửi cho mọi người đâu. Năm nay rất là cháy hàng. Mỗi ngày shop đi vài trăm đơn cơ. Nên là mọi người không chốt nhanh thì sẽ không có hàng để ship đâu mọi người nhá. B4 chỉ có 159.000 cao 7 phân thu su su nhá. Đấy em có những cái mã đây này thì chị xem là chị thích chất nào thì em cầm lên cho chị xem nhá. Có Lộc ơi, để lại số điện thoại địa chỉ đi. Ok Trang Mít nha, chị cảm ơn Trang Mít nha. Đây nha, đây là mẫu B4 nha mình nha.
Chị Bích Oanh ơi, đây là lần thứ 4 em dơ lên cho chị xem rồi, mà lần này mà chị không xem được nữa thì em không dơ nữa đâu nhá chị nhá. Đây nhá, mẫu B3 đây, em zoom rất là cận chất cho mọi người xem này. Đây chỉ cách camera có 5cm thôi. Đôi này rất là đẹp nhá mọi người nhá. Để lại số điện thoại địa chỉ để mình chốt đôi B3 này cho mọi người nhá. Chỉ có 179.000. Đôi này chắc mọi người cũng nhìn thấy trên mạng rất là nhiều rồi, nhưng mà chỗ nào cũng bán rất là đắt đúng không? Shop em chỉ bán có 179.000 thôi. Nên mọi người nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ ngay nhá. L6. Để lại số điện thoại địa chỉ ngay nhá để mình chốt đơn nhá. Thúy Candy ơi, L6 à. Đây L6 đây nhá, L6 nha em, có hai màu, một là màu đen, hai là màu kem nhá mọi người nhá. Chất da lộn chị Duyên ơi, trên da lộn, bàn chân là da lộn, còn dưới là bút là ấy nhá. Mẫu đang đi đấy Lộc ơi. Sao vậy? Ok Lộc nhá, ok Lộc ơi, ok Lộc ơi, ok Lộc nhá. L3 ok bạn nào, ok L3 không có hỏi mõ Ngọc Linh ơi. Quỳnh Trang ơi, L3 của mình gặp Quỳnh Trang ơi, L3 đây nhá. L3 có giá là 199k bạn à, bạn ơi. L3 đây nhá bạn, L3 đây, Quỳnh Trang ơi, L3 đây ạ. L3 đây, Quỳnh Trang ơi, L3 của mình đây, Quỳnh Trang ơi, L3 Quỳnh Trang ơi, L3 đây ạ. L3 có giá là 199k nhá, L3 đây ạ. Không có hở mõ Ngọc Linh ơi, các chị em ơi, chốt số điện thoại nhá. Không phải băn khoăn các chị em ơi, sao bảy đúng rồi Lộc ơi, có sao bảy cho Lộc nhá. Có sao bảy cho Lộc nhá, Lộc ơi, bên 4 có bảy Lộc ơi. Có được nhiều món đăng nhưng gót. Không có Hiền Phùng ơi, chỉ có 7 phân, Hiền Phùng Hiền ơi, chỉ có 7 phân thôi ạ. Các chị em ơi, chốt số điện thoại nhá, còn băn khoăn điều gì, sắp sẽ gửi link video của mẫu đó vào inbox cho mình sau nhá. Cứ chốt số điện thoại và size rẻ của mình để giữ size không hết size các chị em ơi. Sau đó sắp sẽ gửi link video vào inbox cho mình sau để mình xem lại sau nhá. B4 ok Lộc ơi, số thật Lộc ơi, số điện thoại ạ. L3 là cao 5 phân Mai Mai ơi. L3 là cao 5 phân Mai Mai nhá. Đây là một bút dạ bóng ạ, cực xinh nhá, có da lông ở trong ạ. B4 mẫu đang đi là 159 Hạnh Duyên ơi. B4 mẫu đi là 159k Hạnh Duyên nhá. Các chị em ơi chốt số điện thoại đi ạ. Còn băn khoăn gì về ảnh thật về video gì đó thì các shop sẽ gửi link video vào inbox cho mình sau nhá. Mẫu đang mang ngắn là 159k Ellie Diệp ơi. Bó đùi là 189 nhá. Bó đùi là 189 Bích Ngọc ơi, các chị em ơi chốt số điện thoại của mình nhá. N1 có hai màu, là có một màu thôi bạn Hải Yến ơi. Cảm ơn Lộc rất là nhiều nhá. N1 chỉ có màu đen thôi Hải Yến ơi, chỉ có N2 thì có hai màu đen và nâu nhá bạn Hải Yến nhá. Có bốt da nhân không shop? Không bốt da nhân Vinh Hạnh ơi, không bốt da nhân ạ. À, ok, giờ Mai ơi, chờ một chút, bốt sẽ mẫu đi xử mẫu L3 cho Mai nhá. Chờ chút Mai ơi, chờ chút ạ. Ok, Trần Quang Lan đây N2 đây ạ. N2 Trần Quang Lan đây N2 đây ạ. N2 mình có hai màu nhá. N2 mình có hai màu là màu đen màu nâu Trần Quang Lan ơi. Có Lộc ơi inbox cho mình đi Lộc ơi, inbox cho mình đi ạ. N2 có hai màu nâu đen đây nhá. N2 có màu nâu đen đây ạ. Các chị em ơi chốt nhanh tay số điện thoại yếu sai của mình không hết sai nhá. Chốt mẫu nào có mẫu N2 để có lân lông một đi rất là ấm chân nhá. Các chị em ơi chốt số điện thoại để giữ sai nhá. Chốt số điện thoại để giữ sai, các chị em ơi không nhiều sai đâu. Chốt số điện thoại và sai rẻ của mình ạ. Màu ngắn đang mang mã là mã bên mà B4 nhá bạn Ellie Diệp ơi. Ok, Kiều Trang, L5 của Kiều Trang đây. Ok, Kiều Trang ơi, L5 của Kiều Trang đây. L5 của Kiều Trang đây, Kiều Trang ơi. L5 của Kiều Trang đây nhá. L5 của mình đi Kiều Trang ơi, L5 đây ạ. Bao chất cho Kiều Trang nhá, 219k Kiều Trang nhá. Mẫu L5 của mình đi Kiều Trang ơi, comment size rẻ của mình Kiều Trang ơi. Size rẻ đi sao nhá, Kiều Trang, comment size rẻ của mình đi Kiều Trang ơi. Chốt những cái chị em ơi, nhanh tay số điện thoại của mình đi ạ. Nhớ chia sẻ livestream shop với ạ, chia sẻ livestream của chị em ơi. Chia sẻ livestream cho mọi người cùng mua được giày giá rẻ nhá. Chia sẻ livestream shop với ạ. Kiều Trang ơi, L5 đây, Kiều Trang ơi, L5 nhá. L5 là mẫu da toàn thân nhá, Kiều Trang nhá. L5 là mẫu da toàn thân, bốt da lửng ạ, đi cực ôm chân thoải mái nhá. Cực ôm chân thoải mái, có lăn lông ở trong đi cực ấm chân Kiều Trang nhá. B4 cao 7 phân nhá, bạn à, Vũ Anh Tuyết ơi, cảm ơn Hồng Thắm ạ. cảm ơn Hồng Thắm rất là nhiều ạ. N2 là 159 Trần Quang Lan ơi. N2 là 159k Trần Quang Lan nhá. Cảm ơn Hồng Thắm rất là nhiều ạ. B4 cao 7 phân nhá. Cảm ơn Hồng Thắm rất là nhiều nhá. N2 là 159 nhá Trần Quang Lan ơi. Mẫu N2 này là 159k Trần Quang Lan ơi. Chốt nhanh tay số điện thoại để giữ size của mình các chị em ơi, không có nhiều size đâu. Chốt nhanh tay số điện thoại để giữ size ạ. Số điện thoại để giữ size của mình không hết size các chị em ơi. Trần Quang Lan ơi, comment size giày của mình đi Trần Quang Lan ơi, comment size giày đi ạ. Các chị em ơi chốt mẫu nào cho shop xin lại số điện thoại và size giày của mình nhá. Còn băn khoăn điều gì shop sẽ gửi link video mẫu đó vào inbox cho mình để mình xem lại sau các chị em nhá. Còn bây giờ các chị em chỉ việc chốt xin lại thích mẫu nào thì comment số là xin lại số điện thoại cộng với size giày của mình nhá để giữ size của mình không hết size ạ. Ok, lên chân mẫu L5 cho ok Bích Vân. Lên chân mẫu L5 đây nhá. Ok, sẽ lên chân mẫu L5 ạ. Ok, sẽ lên chân mẫu L5 ở trên kia.
Ok, sẽ lên bên trên mỗi lần 500 mỗi xem nhá. B4 con nó 7 Kiều Anh ơi. B4 đi Quỳnh Anh ơi, B4 đi Quỳnh Anh ơi, chờ chút Mai Mai ơi, chờ chút một chút nữa nhá. B4 đi Quỳnh Anh có 7 nhá. Có 7 Quỳnh Anh ơi. Bốt trắng ok Vân Kin ơi, ok Vân Kin ơi, bốt trắng hai mẫu nhá. Bốt trắng hai kiểu nhá. Ok L2 đây ạ, L2 anh Phương ơi, L2 đây ạ. L2 đây nhá, L2 đây ạ. L2 đây nhá, L2 là 189k anh Phương ơi. Mẫu L2 trắng sữa này là 189k nhá. Mẫu L2 trắng sữa là 189k. Có mẫu cái L6 trắng không nhỉ? Hả? Ở đây có chữ có cái mẫu L6 trắng không? Đâu nhỉ? Ô, cảm ơn Thắm rất là nhiều, cảm ơn Thắm rất là nhiều ạ. Ok, Thủy Nguyễn ơi, mẫu L6 Thủy Nguyễn ơi, mẫu L6 đây ạ. Mẫu L6 có hai màu đen và màu trắng nhá Thủy Nguyễn nhá. Mẫu L6 đây nhá Thủy Nguyễn ơi, L6 đây ạ. Mình comment size giày của mình, comment size giày của mình đi ạ. Comment size giày đi các chị em ơi, comment size giày của mình không biết size ạ. À, L6 đây, tặng Thủy Nguyễn L6 của mình Thủy Nguyễn ơi. Mẫu đang đi thử mẫu bên L5 cho mọi người xem nha. Các chị em ơi chú ý này. Mẫu chuẩn bị lên trên mẫu L5 cho mọi người xem ạ. Mẫu chuẩn bị lên trên mẫu L5 nhá. Mẫu bút ra toàn thân cho mọi người xem nhá. L2 là cao 7 phân anh Phương ơi. L2 là cao 7 phân anh Phương nhá. L2 là cao 7 phân anh Phương ơi, cao 7 phân ạ. Comment size giày của mình anh Phương ơi, comment size giày ạ. L2 là cao 7 phân nhá, lấy một chiếc L6 trắng đây ạ. Ok Chi Chi ơi, B5 đây, Chi Chi ơi, B5 của mình đây, Chi Chi ơi. B5 của mình đi chiêu chiêu, B5 đây ạ. B5 là mẫu len mũi da nhá bạn chiêu chiêu ơi. À, B5 là mẫu len mũi da. Rồi mẫu len chân mẫu len 5 cho các chị em xem nhá. Rồi mẫu len chân mẫu len 5 cho các chị em ơi, L5 đây ạ. Quá xinh luôn các chị em, quá chất nhỉ. Mẫu len chân L5 cực chất luôn các chị em ơi. Ok Kiều Anh ơi, chân B4 của mình Kiều Anh ơi, B4 đây. Mẫu len chân mẫu len 5 cực chất cho các chị em xem kìa. L5 cực chất các chị em ơi, L5 cực chất nhỉ. L5 quá chất luôn các chị em ơi, quá xinh kìa L5 kìa. L5 ai vừa đỏ đấy ạ, L5 có ai chị nào vừa hỏi chốt nhanh tay không biết sai nhá. B4 của Kiều Anh đấy nhá, B4 Kiều Anh ơi. B4 chốt nhanh tay các chị em ơi, chốt nhanh tay số điện thoại giữ sai của mình nhá. Số điện thoại các chị em ơi, số điện thoại giữ sai không biết sai nhá. Số điện thoại để giữ sai, còn băn khoăn điều gì sắp xếp ở link video và inbox cho mình để mình xem lại sau nhá. Ok ok bạn Mai Mai chờ một chút nữa Mai Mai ơi, mẫu lên mẫu L5 đã. Mẫu L5 là cực chất các chị em ơi. Mẫu L5 cực chất có ai hỏi L5 đấy ạ. Ai hỏi L5 thì chốt nhanh tay không biết sai đi ạ. Chốt nhìn tay mẫu L5 đi các chị em ơi, cực hot không nhiều sai đâu. Chốt nhìn tay số điện thoại của size rẻ của mình nhá. Số điện thoại của size rẻ các chị em ơi, L5 cực chất ạ. L5 cực chất ạ. Có một đủ cao gót Kiều Anh, mẫu đang đi Kiều Anh ơi, mẫu đang đi Kiều Anh kìa. Mẫu đang đi Kiều Anh ơi, mẫu đang đi Kiều Anh kìa. Trần Quang Lan ơi, xem từ nãy giờ bạn Kiều Trần Quang Lan ơi, xem từ nãy giờ xem đi xem lại. Trần Quang Lan ơi, chốt đi không hết size rồi Trần Quang Lan ơi. Chốt đi không hết size Trần Quang Lan ơi. Cảm ơn Lý Nguyễn Huệ, cảm ơn chị Lý Nguyễn Huệ rất là nhiều ạ. Em cảm ơn chị Lý Nguyễn Huệ nhá. Em cảm ơn chị Lý Nguyễn Huệ rất là nhiều, em cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Em cảm ơn chị Nguyễn Huệ Lý nhá. Mẫu N1 anh Lộc ơi, mẫu N1 ạ. N1 là 159 nha Lộc nhá. N1 là 159k mà chỉ còn hạ còn 3 size 35 36 39 nhá bạn bạn Lộc nhá. Ok, em cảm ơn chị Nguyễn Huệ Lý rất là nhiều nhá. Trần Quang Lan ơi, chốt số điện thoại đi không hết size của mình rồi. Hỏi nữa là hết size Trần Quang Lan ơi, xem từ nãy giờ rồi xem đi xem lại rồi chốt đi không hết size đi. Chốt nhanh tay không hết size thôi. Còn xem lại giúp sẽ gửi link video inbox cho mình sau Trần Quang Lan khỏi lo đi ạ. Còn muốn băn khoăn thì shop sẽ gửi lại link video và inbox cho mình để mình xem lại sau nhé Trần Quang Lan ơi. Cứ chốt số điện thoại của mình sai rồi của mình đi không hết sai rồi. Bố đùi cao gót đi ơi, bố đùi cao gót đây Hạnh ơi. Bố đùi cao gót đi Hạnh ơi, mẫu ông đi này. Mẫu ông đi bố đùi cao gót đi Hạnh ơi, 189k này Hạnh ơi. Mẫu ông đi bố đùi cao gót đi ạ. Mẫu ông đi bố đùi cao gót đi Hạnh ơi, mẫu đi bố đùi cao gót đi Hạnh ơi. Các chị em ơi, chốt số điện thoại đi, chốt số điện thoại cộng size giày đi, không hết size rồi. Chốt số điện thoại cộng với size giày, không hết size rồi các chị em ơi. Không có nhiều size đâu, không có nhiều size đâu, khổ quá cơ. Chốt nhưng các chị em không hiểu, L2 là 189 Lan Hương ơi. L2 là 189 nhá. L5 là 219k bạn Hồng Anh Hoàng nhá. L5 là 219k cực chất ạ. Cảm ơn Trần Quang Lan, ok cảm ơn Trần Quang Lan nhá. Màu gì Quang Lan ơi, màu đen hay màu nâu Quang Lan ơi. L2 màu gì Quang Lan ơi, N2 màu gì ạ. L5 là 219k nhá, Hồng Anh Hoàng ơi. Đi cực chất luôn, bao chất luôn. Bao ra ba sinh ba chất cho Hồng Anh Hoàng nhá. 219k mẫu đất nhất của shop nhá. 219k bao ra toàn thân nhá. Cực xinh luôn các chị em ạ. Cực xinh luôn nhá, mẫu L5 đấy ạ. Hạnh ơi, gót cao 7 phân Hạnh ơi, gót cao 7 phân Hạnh ơi. Mẫu bốt đùi là hai mẫu ông đi hai mẫu này gót đều gót cao 7 phân nhá Hạnh nhá. Mẫu ông đi hai mẫu này đều có gót cao là 7 phân nhá Hạnh ơi. Mẫu đen ok, Trần Công Lan N238 màu đen. Cảm ơn Trần Công Lan rất là nhiều nhá. Cảm ơn Trần Công Lan ạ. Các chị em ơi chốt số điện thoại đi còn ok ok Mai Mai L5 đây Mai Mai ơi L5 đây rồi sắp màn hình cho Mai Mai xem nhá. L5 Mai Mai L5 đây ok lên sắp màn hình cho L5 xem Mai Mai xem ạ.
L5 Mai Mai, L5 đây Mai Mai ơi, L5 đây ạ. L5 của mình đây Mai Mai nhá, có lớp lông ở trong đây cực ấm chân nhá, rất là chân chân nhá. B45159 nhá bạn Diệu Ruby ơi. B45159K bạn Diệu Ruby nhá. L1 chỉ còn một L1 là 169K và chỉ còn 23539 Thu Huyền nhá. L1 là 169K và chỉ còn 23539 thôi Thu Huyền ơi. Nhưng ta không có sai, ok cái phần đấy, cái L5 có cả cái phần tua đằng sau ra rất là xinh nhỉ. Cái phần tua chứ các chị em thấy không? Không có lại chín phân đâu, anh không lại chín phân đâu. Đây nhìn các chị em nhìn rõ không ạ? Có cái tua đằng sau, có dây ra tua đằng sau nhá, rất dễ đi mà nhìn rất là xinh nhỉ, rất là duyên dáng nhá. Mẫu L5 cực xinh nhá. Mẫu L5 này cậu ôm chân cực xinh nhá và ra toàn thân nhá các chị em nhá. Nhưng tay không có sai các chị em, không nhiều sai đâu, không nhiều sai đâu các chị em ơi. Chốt những tay số điện thoại L5 7 phân. L5 là 7 phân nhá. L3 5 phân đúng rồi Mai Mai, đúng rồi Mai Mai ơi. Đúng rồi Mai Mai nhá. Đúng rồi Mai Mai ơi, đúng rồi Mai Mai ơi, chuẩn rồi đấy ạ. L5 7 phân còn L3 là 5 phân Mai Mai nhá. Các chị em ơi chốt những tay số điện thoại có lăn lông, có Hạnh ơi, có lăn lông ạ. Đều có lăn Hạnh ơi, đủ đó lăn lông nhá. Kiều Anh ơi, Đại học Công nghiệp Nội, Kiều Anh nhá, Đại học Công nghiệp Nội. Các chị em ơi có đủ lăn lông cho mình nhá. L5 giá bao nhiêu? L5 là giá 219k Dung Nguyễn nhá. Đây là mẫu đắt nhất của shop nhá bạn Dung Nguyễn nhá. Mẫu da toàn thân cực xinh nhá. Mẫu đắt nhất của shop nhá. Có tua đằng sau này, có lăn lông ở trong này, có khóa kéo đằng sau này, rất dễ đi. Tất nhiên là không phải da thật Dung Nguyễn ơi, vẫn là vẫn da công nghiệp nhá bạn Dung Nguyễn nhá. L5 chỉ có 35 nhỏ nhất Nguyễn Hạnh ơi, chỉ 35 nhỏ nhất nhá. Da thật của nó phải là cả triệu Dung Nguyễn nhá. Nguyễn Hạnh ơi, mẫu L5 là size 35 nhỏ nhất Nguyễn Hạnh ơi, có size 35 nhỏ nhất Nguyễn Hạnh nhá. Nguyễn Hạnh ơi, sao 35 nhỏ nhất Nguyễn Hạnh nhá. Ok Mai Mai, ok mẫu lên chân mẫu L3 cho Mai Mai xem, ok. Đổi mẫu em đổi L3. Rồi mẫu sẽ lên chân mẫu L3 cho Mai Mai xem nhá. Ok đây bạn Mai Mai ơi, yêu cầu từ đầu livestream cuối livestream chứ xem. Ok ok Mai Mai lên chân mẫu L3 nhá. Lên chân mẫu L3, L3 mẫu lên chân mẫu L3 đấy ạ. Có ơi, Mi Hà ơi, mẫu L3 đang có ơi, Mi Hà ơi. Cái kia đống kia. L5 có 7 nhá bạn Mi Hà ơi, L5 có 7 ạ. Đôi L5 có 7 nhá, L5 có 7 em kiểu cái gì nhá. L5 có 7 nhá, L5 có 7 nhá. L5 là giá 219k của anh Tuyết ơi. L5 là 219k nhá. À vừa Nguyễn Hạnh ơi, vừa Nguyễn Hạnh ơi, mẫu này nó chuẩn sai đấy, vừa đấy Nguyễn Hạnh ạ. À vừa Mi Hà ơi, vừa Nguyễn Hạnh ơi. Có các mẫu đều có 7 Mi Hà ơi, các mẫu đều có 7 Mi Hà ơi. Các mẫu đều có 7 Mi Hà nhá. Các mẫu này, mẫu L3 có 7 này, L6 có 7, L2 có 7 này, L5 có 7 này, B5 có 7, B4, B3 có 7 này. Đủ có 7 nhá, rất là nhiều 7 Mi Hà ơi, rất nhiều 7 Mi Hà ơi. Nguyễn Hạnh ơi, có 65 nhá, ok cảm ơn Kiều Trang ạ. Ok cảm ơn Kiều Trang rất là nhiều, cảm ơn Kiều Trang nhá. Cảm ơn Kiều Trang rất là nhiều, cảm ơn Kiều Trang nhá, cảm ơn Kiều Trang rất là nhiều. L5 65, cảm ơn Kiều Trang rất là nhiều, cảm ơn Kiều Trang nhá, cảm ơn Kiều Trang ạ. L1 là 169 nhá bạn Phương Thu ơi, chỉ còn 23539 nhá bạn Phương Thu nhá. Đây L1 là 169k và chỉ còn 23539 nhá bạn Phương Thu ơi. L1 chỉ còn 23539 nhá bạn Phương Thu ơi. Ok, mẫu lên mẫu L3 cho Mai Mai xem Mai Mai ơi. L1 đây, L1 là 169 nhá Huyền ơi. L1 là 169k Huyền ơi. L1 là 169 nhá Huyền nhá. Chỉ còn 23539 thôi ạ. N2 là 159 thôi à ơi. N2 là 159 nhá. Ok, Nguyễn Hạnh bố đùi kia, Nguyễn Hạnh bố đùi kia. Ok, mẫu L3 đây, ok. Bố lên, có bố lên, mèo xì tin, có bố lên, mèo xì tin ơi. Ok, mẫu lên 5 lần Nguyễn Hạnh ơi. Bố đùi đây, Nguyễn Hạnh bố đùi đây. Bố đùi đây, Nguyễn Hạnh bố đùi đây, Nguyễn Hạnh ơi. Mẫu L3 của ai kìa. Đây năm bên đó là 189 Đồng Thúy Dương, đây là 189 nhá. L5 có 36 Vũ Anh Tuyết, L5 có 36 Vũ Anh Tuyết ơi. Chốt nhưng tay không có sai Vũ Anh Tuyết, L5 có 36 Vũ Anh Tuyết ơi. Đôi L5 này có 36 Vũ Anh Tuyết ơi, có 36 nhá. Đôi L3 kiểu các chị em ơi, đôi L3 5 phân của ai kìa. Đôi L3 5 phân của ai thì chốt đi không có sai các chị em ơi. Đôi L3 này, L3 5 phân của ai thì chốt đi ạ, ra bóng nhá. Ra bóng có khóa sau, có lông ở trong nhá. Các chị em chốt nhưng tay Mai Mai, chốt đi Mai Mai ơi, hỏi đầu livestream cuối livestream có chốt không. Chốt đi không có sai Mai Mai ơi. Đây L5 có 36 Vũ Anh Tuyết, L5 có 36 ạ. Chốt số điện thoại đi Vũ Anh Tuyết ơi. Số điện thoại đi Vũ Anh Tuyết ơi, số điện thoại của mình nhá. Số điện thoại đi Vũ Anh Tuyết, không có sai Vũ Anh Tuyết ơi, số điện thoại của Vũ Anh Tuyết ơi. Mẫu L5 có 36 đủ sai cho Vũ Anh Tuyết nhá. Bố đùi là 189 Đặng Thúy Dương ơi, bố đùi là 189 Đặng Thúy Dương ơi. Bố đùi mẫu mang là 189k Đặng Thúy Dương nhá. Các chị em ơi chốt nhanh tay không có sai của mình ạ. Chốt nhanh tay không có sai của mình các chị em ơi, không có nhiều sai đâu. Comment sai dày và mã dày để shop tư vấn cho mình nhá. Chốt nhanh tay để giữ sai nhá. Ok anh Kim B4 của anh Kim Linh nhá. Ok anh Kim ơi. B4 là 159 anh Kim ơi. D5 là 189 Hạnh ơi. Ok Hà Thương L2 của Hà Thương đây. Ok chờ chút nhá. L3 có 37 nhá Mi Hà ơi, L3 có 7 nhá. L3 mẫu đi có 7 nhá Mi Hà ơi. L3 mẫu đi có 7 nhá Mi Hà nhá. L3 mẫu đi có 7 Mi Hà ơi, có 7 Mi Hà ơi. B4 qua đi ạ, B4 của anh Kim đi ạ.
Ok Huyền ơi, chờ chút Huyền ơi, chờ chút Huyền ơi, comment size dài đi. Comment size dài để shop tư vấn cho mình nhá, Lý Huyền ơi. Giá L3 là 199k Mỹ Hà nhá. Giá đôi L3 là giá là 199k Mỹ Hà nhá. Đôi B4 của ai đây ạ? À? B4 anh Kim ơi, B4 anh Kim ơi, 159k anh Kim ơi. Chốt nhìn thấy không có sai anh Kim nhá. Phương Thu ơi, mẫu đi đâu? Phương Thu ơi, chốt sai đi Phương Thu ơi. Rồi shop sẽ gửi link video mẫu L2 cho mình xem sau nhá. Tại vì mẫu đi rất là nhiều mẫu L2 rồi Phương Thu ơi. Mẫu đi từ đầu livestream mẫu L2 rồi Phương Thu ạ. À. Chốt số điện thoại đi rồi shop có gửi link video mẫu đi cho Phương Thu xem sau nhá. Tuần Phương Thu ơi, yên tâm đi ạ. Các chị em ơi, chỉ việc chốt số điện thoại và size dày của mình nhá. Còn shop sẽ gửi link video vào inbox cho mình sau để mình xem lại sau nhá các chị em nhá. Khỏi lo vấn đề, khỏi lo đi các chị em ơi. Shop sẽ gửi link video inbox cho mình sau nhá. N2 đi Huyền ơi. Ok Nguyễn Hạnh, cảm ơn Nguyễn Hạnh rất là nhiều, cảm ơn Nguyễn Hạnh nhá. N2 của ai đây Huyền ơi, N2 đi ạ. N2 là 159k của hai màu đen nâu nhá bạn Huyền ơi. Chốt nhanh tay không mất size của mình nhá bạn Huyền nhá. 159k mẫu N2 của ai đây ạ? N2 của ai đây, chốt nhanh tay không mất size ạ. 159k N2 đi nhá. Không có nhiều size đâu các chị em ơi, chỉ việc chốt số điện thoại và size dày thôi. Còn video thì sau đó gửi link vào inbox cho mình sau mình xem lại, khỏi lo đi các chị em ơi. Xích xem lại, có xem lại nhá. À đây 189 cao hế còi ơi, 189 hế còi ơi. 189 cao hế còi nhá. 189 cao hế còi ơi, 189 cao hế còi ơi. 189 cao hế còi nhá, 189 cao hế còi ơi. Bốt cao là 189 nhá, dạ bọn chị Vũ ạ, dạ Vũ ạ, cảm ơn Thương Hà. Màu gì Thương Hà ơi, màu gì Thương Hà ơi. Màu gì Thương Hà ơi, màu gì Thương Hà ơi, màu gì nữa hay màu gì Thương Hà ơi, cảm ơn Thương Hà rất là nhiều nhá. Màu gì, không có hở mũi Su Su ơi, chứ không có hở mũi ạ. Chưa có hở mũi nhá. Hà Thương ơi, mình ở tỉnh nào Hà Thương ơi. Ok ok, L2 hết 37 rồi ạ. L2 không có 37 đâu ạ. L2 hết 37 rồi nhá. L2 hết 37 rồi, L2 chỉ còn màu à. L2 hết 37 rồi ạ, chỉ có L6 có 37 thôi ạ. L6 có 37 thôi, Mi Hà ơi, L2 hết 37 rồi. Đôi lên 5 là 189 mắt nhá, đôi lên là 189 ạ. Ok bạn chỉ dâu ở vui, bố đi, bố đùi đi ạ. Bố đùi đi nhá, Su Su ơi, không có bố thở mũi Su Su ơi. Ok Thương Hà một đen 2 đen 7 nhá. Xem gần đây nhá bạn dâu ở vui, chị dâu ở vui xem gần đây ạ. Bố đùi có dây buộc đùi nhá. Có dây buộc đùi ạ, có lót lông ở trong nhá. Có lót lông ở trong, có dây buộc đùi nhá. Đó bạn hệ full sum ơi. Đây đang có size từ 3539 nhá, hệ còi ơi, size từ 3539 nhá, hệ còi nhá. Đang là 6 cái hệ full sum ơi. Hoài Đức à, Hoài Đức là 30 ca ship Hà Thương nhá. L3 có ở Tuyết Mai, L3 có ở Tuyết Mai ơi. Chị Tuyết Mai em L3 em có ở Tuyết Mai ơi, mẫu đi mẫu L3 đây ạ. Mẫu đi mẫu L3 rất là xinh nhá, em có 37 Tuyết Mai ơi, cho em xin lại số điện thoại của mình Tuyết Mai ơi. Mẫu đi mẫu L3 cực xinh các chị em ơi, mẫu da bóng trơn nhá. Có khóa kéo sau, có lót lông ở trong thì cực xinh, ok đấy ạ. Có không có bộ đời xuồng, Nga Thanh không có bộ đời xuồng nhá. Đây là cực xinh các chị em ơi. K mới phân à, dậu vũ, K7 phân dậu vũ ơi. Bố đùi là K7 phân dậu vũ nhá. Chị Tuyết Tuyết Mai em có 37 Tuyết Mai em cho em xin lại số điện thoại của mình Tuyết Mai ơi. Chị Tuyết Mai em có xin cho có 37 Tuyết Mai nhá. Cho em xin lại số điện thoại các chị em ơi, những cái website của mình ạ. Không có nhiều size đâu các chị em ơi, không có nhiều size đâu. Chốt những tay số điện thoại của mình size dày không website của mình nhá. Em cảm ơn Huệ Coi nhá, cảm ơn Huệ Coi rất là nhiều nhá. Em cảm ơn Huệ Coi rất là nhiều, cảm ơn Huệ Coi ạ. Ok, chị nào chốt đơn L3 không hả? Có chốt đơn L3 không chị em ơi, có chốt đơn L3 không, nhanh theo website của mình nhá. Đơn L2 là 159 nhá. Ok rồi, B5 của mình là dấu hổ vui B5 đây. B5 là 179 nhá. B5 là 179k. L3 có 39 Nhi Phan ơi. L3 có 39 nhá. L3 có 39 Nhi Phan ơi, cho em xin lại số đi dọn mình nghỉ không có sai Nhi Phan ơi. Cho em xin lại số đi dọn để giữ sai Nhi Phan ơi, số đi dọn để giữ sai ạ. B5 đây dậu vũ, B5 đây. B5 đây dậu vũ ơi, mẫu B5 là mẫu len mũi da dậu vũ nhá. Vừa đi thử xong anh Kim ơi. Chốt số điện thoại đi. Ship kim mã là 25k ship Vĩnh Hằng ơi. Ship kim mã là 25k ship Vĩnh Hằng nhá. Anh Kim ơi, chốt số điện thoại đi rồi shop cái gửi link video vào và mẫu cho vào inbox cho mình nhá. Chị dâu họ Vũ ơi, chốt đi ạ, rồi shop sẽ gửi link video vào inbox cho mình sau nhá. Cảm ơn Vũ Anh Tuyết rất là nhiều. L3 giá là 199k Nhi Phan ơi. L3 giá là 199k Nhi Phan nhá. L3 giá có giá là 199k. Ship về Hương Yên là 35k ship Huế Còi ơi. Ship về Hương Yên là 35k ship nhá. Ship về Hương Yên là 35k ship nhá. Giờ Huế Còi nhá. L3 là giá 199k Nhi Phan cực xinh nhá. L3 là chị nhờ Tuyết Mai ơi. Ok, cảm ơn chị Mi Hà. Cảm ơn chị Mi Hà rất là nhiều nhá. Cảm ơn chị Mi Hà rất là nhiều. Cảm ơn Mi Hà nhá. Cảm ơn Tuyết Mai Nguyễn ạ.
Em cảm ơn chị Tuyết Mai rất là nhiều. Em gọi Tuyết Mai nhá. Trần Mai Lương ơi, shop đi đi thử rất là nhiều rồi. Trần Mai Hương ơi, chốt số điện thoại đi rồi sẽ gửi link video mẫu đó vào inbox cho mình để mình xem lại Trần Mai Lương nhá. Thích muốn nào thì comment đi, shop sẽ gửi comment chi tiết cho Trần Mai Lương xem nhá. Còn L3 đấy các chị em ơi, chốt L3 nhưng đang có sai Nhi Phan ơi, chốt L3 không Nhi Phan ơi. Nhi Phan ơi, chốt L3 thì không có sai của mình Nhi Phan ơi, để giữ sai đi ạ. Còn các chị em ơi, còn nếu mà lăn tăn thì shop sẽ gửi link video inbox cho mình sẽ để mình xem lại sau nhá. Huệ Full Summer L6 của mình đi, Huệ Full Summer khổ quá cơ, L6 đây. Ơ, đưa L6 đâu nhỉ, không có súng à? Đây. L6 đây, Huệ Full Summer, ok, cáo Nhi Phan. Ok, cáo Nhi Phan rất là nhiều nhá. Cáo Nhi Phan nhá, xin ra Phan Chu Trinh ở, Phan Chu Trinh là đâu nhỉ? Phan Chu Trinh là ở Đống Đa. Ở 25 ca ship nhá, chị là Phan Chu Trinh ơi. Ok, Trà My L2 đen đây, Trà My ơi, L2 đen đi ạ. L2 đen đây nhá, bạn Trà My ơi, L2 đen đâu nhỉ? Đây. L2 đen đi ạ. Ok, Vũ Anh Tuyết, chờ chút Vũ Anh Tuyết ơi. Mẫu L6 đấy nha, L6 đấy ạ. Dâu Hậu Vũ ơi, chốt số điện thoại bài sai rồi đi, xong sẽ gửi link video cho mình sau nha. Cảm ơn anh Kim rất là nhiều, 33 ơi. Ok, cảm ơn anh Kim nha, cảm ơn anh Kim rất là nhiều, cảm ơn anh Kim ạ. L2 đen của ai đi ạ? L2 đen của ai thì chốt đi, nhưng đang sai nha, bạn Trà My ơi. L2 đen đây, Trà My ơi, L2 đen đây. L6 màu trắng sữa đấy nhá. L6 trắng sữa của ai đi ạ? L6 màu trắng sữa của ai đi ạ? Chốt số điện thoại đi các em ơi, nhưng đang có sai nha, nhưng đang có sai ạ. Bố đùi là 189 biển nhớ ơi. Bố đùi mẫu đang là 189 nhá. Đô bé bao nhiêu? Đô bé là một Ok, Nhi Phan L3 màu đen. Ok, cảm ơn Nhi Phan, ok Nhi Phan ạ. Trà My xem dáng à, Trà My ơi xem dáng à. L2 đen đây, Trà My ơi xem dáng đây, dáng đây, Trà My ơi dáng đây, Trà My ơi dáng đây. L2 đen đây, Trà My ơi, L2 đen đây ạ. L2 đen Trà My ơi. Dâu Họ Vũ ơi, chốt số điện thoại đi khổ quá cơ, shop sẽ gửi link video inbox cho mình sau. Dâu Họ Vũ ơi, shop đi rất là nhiều, Dâu Họ Vũ ơi, check inbox đi rồi giúp gửi link video cho mình nhá. Không có bệnh của Mai, không bệnh của Mai ơi. Tôi cái tục thế này không? Ngồi gì thế nói không? Trò chân bố đùi bệt em hết rồi nhá. Cảm ơn Trần Mai Lương. Em cảm ơn chị Trần Mai Lương nhá. Có 37 có 37 dâu họ Vũ ơi, nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Ok, L5 đây Ruby Anh ơi. Ruby Anh ơi, đây là L5 nhá. Có lót chưa biển nhớ ơi, để lại số điện thoại ngay nhá để em chốt đơn cho chị nhá. Để đây nhá, L5 đây nhá mọi người ơi, L5 đây nhá, rất là xinh luôn nhá. Ôi đẹp ơi là đẹp luôn, đôi này shop em đang sale với giá là chỉ có 219.000 thôi. Mọi người này nhìn cái chất giày này bên ngoài không có 400, 450 thì mới là lạ đấy. Mà nhà em chỉ sale còn có 219.000 thôi. Nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ để em chốt đơn này nhá. Có đôi màu N2 nâu đấy chị Mi Hai. Chị Mi Hai em có đôi N2 đấy, chị có thấy không? Cái đôi N2 đây này. Đôi N2 nâu ấy. Đôi N2 có màu nâu đấy. Em phải để lại cái mã chị với chị. Ừ ok. Ship 35k nhá Trà My ơi, để lại số điện thoại địa chỉ để chị chốt đơn cho em nhá. Ship 35k thôi. Nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ để mình chốt đơn cho Hà Trà My nhá Trà My ơi. Đây Minh Nguyệt đây, N2 đây nhá. L6 cao 7 phân nhá Mai Mai ơi. Để lại số điện thoại địa chỉ ngay nhá. Minh Nguyệt đây, N2 nâu này. N2 đen này chỉ có 159.000 thôi. 159.000 thôi. Mai Minh Nguyệt nhanh tay để lại số điện thoại nhé. Có em có chị Huệ Phun xong ơi, để lại số điện thoại địa chỉ để em chốt đơn cho chị nha. Chỉ có 159.000 thôi. Trà My ơi, từ nãy giờ thì mẫu đã đeo rất là nhiều rồi. Thì cái mẫu L2 nó cũng tương tự như cái mẫu màu đen thấp mà mẫu đang đi đấy. Thì nó, nếu mà em vẫn còn lăn tăn thì cứ chốt số điện thoại địa chỉ đi. Tí nữa thì chị sẽ gửi video mẫu đi cho em nhá. 199.000 chị Hạnh nhá. Còn em còn chị Hà My ơi còn nhá. Để lại số điện thoại nhá. Không được kiểm tra hàng nhá chị Minh Nguyệt ơi, nhà em đảm bảo chuẩn size, chuẩn mẫu, chuẩn hình và không kiểm tra nhá. Ok, em cảm ơn chị Huệ phun xăm đã chốt N2 xem. Chị ơi, chị đi size bao nhiêu? 199.000 nhá Khả Quyên ơi, 199.000. Mẫu L3 chỉ có 199.000 thôi. Nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ để mình chốt đơn cho mọi người nhá.
Đây Thu Trịnh ơi, mẫu V3 đây chị ơi. Đây mẫu V3 nhà em đây. Đây là một trong các bạn nào vừa hỏi để dồn đơn Hà Thương ấy, là một để Hà Thương cho Hà Thương rồi. Ok em cảm ơn chị Tuyết Mai ạ. Đây nhá, đôi đôi V3 đây cho chị Thu Trịnh ơi. Rất là rẻ, rất là đẹp. Riêng nhà em chỉ bán đôi này với giá 179.000 thôi. Nếu mọi người không mua ở nhà em thì sẽ không mua được ở đâu rẻ hơn đâu. Chắc là mọi người thấy trên mạng rất là nhiều đúng không? Các nơi khác bán rất là đắt, ít nhất là phải 250.000. Mà mẫu shop em nhà em chỉ bán có 179.000 thôi. Có nhá chị ơi, để lại số điện thoại địa chỉ nha. Đặng Thanh Tâm để lại số điện thoại địa chỉ ngay nhá, để em chốt đơn cho mọi người nhá. Em có nha chị ơi, cả hai mẫu đều còn size 37, nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ nhá, hàng rất là khan ạ. Mọi người để lại số điện thoại địa chỉ nhá để em chốt đơn nhá. Để lại số điện thoại địa chỉ ngay cả nhà ơi, để lại số điện thoại địa chỉ nhá. À, mẫu đi bốt của ngắn ok đây, đây mẫu đang đi mẫu L3 nhá, L3 có 5 phân. Đây. Đây nhá Khả Quyên ơi, Khả Quyên nhìn rõ chưa? Rất là đẹp luôn. Cổ chun 390 à, mẫu N2 đấy chị ơi, mẫu N2 có cổ chun 39 đấy nhá. Chị Hiền Nguyễn để lại số điện thoại địa chỉ chốt đơn nhá. B4 đây chị Nguyễn Xuân ơi. Mẫu B4 đây nhá chị Nguyễn Xuân nhá. Có đùi có 36 Nguyễn Tam ơi. Có Nguyễn Tam nhá, Nguyễn Tam ơi có 36 nhá. Để lại số điện thoại địa chỉ để em chốt đơn cho chị nhá. Đây 5189.000 em đã ghi ở phía dưới rồi đấy chị Tâm ơi. Để lại số điện thoại địa chỉ để em chốt đơn nhá, không là không còn sai đâu. Rất là rẻ, rất là đẹp, hàng nhà em rất là đẹp nhá. 189.000 Nguyễn Tam ơi, để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Ôi dồi ôi, cái này 3 phân đến 5 phân nó có khác gì nhau đâu em ơi. Đây này. Nó rất là thấp thôi, nó không, nó nhìn như là gót vuông ấy, 5 phân nhìn như 3 phân thôi. Mai mai phân vân quá là phân vân là hết size nha em nhá. Thu Trịnh ơi, để lại số điện thoại địa chỉ nhá, để em chốt đơn cho mọi người nhá. B4 chỉ có 159.000 thôi, để lại số điện thoại địa chỉ luôn nhá. À, đúng rồi, mọi người xem nhá, B3 nó là cái mẫu gót bạc như này. Đây, còn B4 thì nó là da lộn nhá mọi người nhá. Ok, em cảm ơn Trái Mi L2 size 38. Ok nhá, đây nhá. Đây mọi người nhìn thấy chưa? Đây là B3, còn đây là B4 nhá mọi người nhá. B3 có giá 179.000, còn B4 thì 159.000. B4 là da lộn, còn B3 là len nhá mọi người nhá. Ok, em cảm ơn chị Nguyễn Tam nhá. Mọi người để lại số điện thoại, địa chỉ để chốt đơn B3, B4 nhá. Không có chị Thu Trịnh ơi, em chỉ có những cái hàng em đang có thôi. Đôi này là 7 phân nhá chị nhá. Mọi người nhìn rõ không? B4 là da lộn này, còn B3 là len. B3 179, B4 là 159.000 nhá mọi người nhá. Để lại số điện thoại, địa chỉ để em chốt đơn cho mọi người nhá. Nếu không để lại số điện thoại, địa chỉ thì sẽ không có hàng đâu. Ok, em cảm ơn chị Biển nhớ chốt đơn 5 size 36 ạ. N1 à, N1 ok Thương Hà nhá, N1 đây rất là đẹp, rất là xinh nhá Thương Hà ơi. Mẫu này siêu xinh luôn. L3 không có da lộn nha chị ơi, L3 không có da lộn nha Bảo Ngọc ơi. Để lại số điện thoại địa chỉ nhá để mình chốt đơn nhá. Thương Hà ơi đây nhá, N1 rất là xinh luôn. Mình luôn clip rất là gần để mọi người có thể nhìn rõ được cái chất lượng nhá. Da lộn rất là cứng cáp, phải cứng cáp như thế này đi mới thích nha mọi người ơi. Chỉ có 159.000 thôi. Để lại số điện thoại để mình, địa chỉ để mình chốt đơn cho mọi người luôn nhá. Mẫu bốt đùi mẫu đang đi có giá 189.000, còn mẫu L3 5 phân mẫu đang đi là có giá là 199.000 nha. Ok Tuyết Anh Vũ L2 size 36 ok em nha. Màu gì là Tuyết Anh Vũ ơi, em lấy màu gì? 36. Tuyết Anh ơi lấy màu gì? Khả Quyên ơi, tất cả các mẫu thì nó đều có ở đây rồi. Nhưng mà nếu mà bạn không chốt ngay thì sẽ không có hàng đâu nhá Khả Quyên nhá. Nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Cả hai cái đều có. Cảm ơn Tuyết Anh Vũ ơi, em chốt màu gì đấy? Tuyết Anh Vũ ơi, chốt màu đen hay màu trắng? Để lại số, để lại cho chị luôn nhá, để chị chốt đơn cho em nhá. Ok, em cảm ơn chị Nguyễn Tam nhá. Để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Ship 25.000 nhá chị Mai Mai ơi. Để lại số điện thoại địa chỉ để mai em ship luôn nhá. Mai Mai để lại số điện thoại địa chỉ cho chưa? Chị Mai Mai để lại số điện thoại địa chỉ ngay nhá. Không được xem hàng nhá Thương Hà ơi. Nhà mình đảm bảo 100% chuẩn size, chuẩn mẫu, chuẩn hình nhá Thương Hà nhá. Đảm bảo 100% luôn chứ không có 99% đâu ạ. Mọi người khi mua hàng nhà mình thì yên tâm nhá. Yên tâm là sẽ không bao giờ là hàng luôn đẹp luôn chất nha mọi người ơi. Đấy. Đúng 2 phút nữa thì shop sẽ dừng livestream nè. Ok Tuyết Ánh Vũ nhá. Đúng 2 phút nữa shop dừng livestream nên mọi người nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ nhá.
để lại số điện thoại địa chỉ nhá, để mình chốt đơn cho mọi người nhá. Đúng 2 phút nữa là shop dừng livestream rồi, nên là thích đơn nào thì để lại số điện thoại địa chỉ ngay để được mua với giá siêu rẻ nhá. Ok ok. Ok, cảm ơn Bảo, em cảm ơn Thắng Quyên, cảm ơn Bảo Ngọc. Đúng 2 phút nữa là mình dừng livestream rồi, để mẫu còn đi về, nên là mọi người nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ nhá, để mình còn chốt đơn nhá mọi người ơi. Thắng Quyên, Bảo Ngọc, ok mình đã chốt đơn rồi nhá. Không rộng đâu, em nhìn này chân mẫu rất là nhỏ, chân mẫu chỉ có 40 cân thôi mà đi chỉ có thế kia thì làm sao mà rộng quá à em. Mẫu nhà mình chỉ có 40 cân thôi, nên là nhanh để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Nguyễn Liên đây, 189.000. B4 đây nhá. Cherry ơi, đúng 2 phút nữa mình dừng livestream nên mọi người để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Đúng 1 phút nữa. Đúng 1 phút nữa là mình dùng livestream nha mọi người, nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Bốt đùi 189.000 nhá chị Nguyễn Liên ơi, nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ nhá. L3 199.000 nhá. 199.000. L3 còn 1D5 là 189.000, em đã ghim giá phía dưới rồi chị Nguyễn Liên ơi. B4 đây nhá Cherry nhá, để lại số điện thoại địa chỉ nhá. 159.000 để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Đúng 1 phút nữa là mình dừng livestream rồi. Ok ok, Bảo Ngọc ơi chốt L3 size 37 cho Bảo Ngọc nhá. Đúng 1 phút nữa là mình dừng livestream nên mọi người nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ nhá. Nhà em không xem hàng trước chị Nguyễn Liên nhá, đảm bảo 100% đúng size, đúng mẫu, đúng hình, không bao giờ có sai sót gì cả. Nên chị yên tâm là không được kiểm hàng trước nhá. Không có màu ve nhá Lê Vân Anh ơi. Ok, còn chị nào chốt màu gì nữa không để mình dừng livestream đây. Để mình dừng livestream nhá. Có chị nào chốt đôi gì nữa không để em dừng livestream ạ? Chị Nguyễn Liên nhanh tay để lại số điện thoại địa chỉ để em chốt bút đùi cho chị nha. Bút đùi nhà em rất là cháy size và chuẩn bị hết hàng rồi. Hiện tại ở nhà chỉ còn hơn 30 đôi nữa thôi nên là không còn nhiều đâu ạ. Thực ra là chính xác là chỉ còn hơn 20 đôi luôn. Ok chị Thương Hà nhá. Nhà em đảm bảo 100% đúng size, đúng mẫu, đúng hình, không bao giờ có sai sót nha chị Thương Hà nhá. Còn có vấn đề gì xảy ra, kể cả là chị đi không vừa chân shop em vẫn đổi lại bình thường. Rất là hỗ trợ khách nhiệt tình nên là cái vấn đề kiểm hàng chị không phải lo đâu nhá. L2 à? L2 189.000 nhá Thảo Vi ơi, 189.000 L2 nhá. L2 nhà mình rất là đẹp này. Nhà mình rất là đẹp này. Đây nhá, L2 nhà mình mọi người xem này. Hàng như thế này mà không chốt thì quá là phí luôn. Ok, Phương Thảo ơi, cứ chốt số điện thoại với lại mẫu giày ở đây đi. Không để shop chốt cho bạn nhá, chứ không cần phải inbox đâu. Không phải inbox đâu. Cứ chốt số điện thoại ở đây thì mình sẽ gọi điện và gọi điện cho bạn nhá. L3 199.000, Hoài Thương ơi, 199.000 L3 nhá. Hiện tại thì đây, các mẫu đây rất là đẹp, rất là xinh luôn nhá mọi người ơi. Rất là đẹp, rất là xinh nên mọi người yên tâm chốt đơn nhá. Mua hàng nhà em chỉ có đảm bảo cực xinh trở lên, chứ không phải có lăn tăn vấn đề gì về hàng họ đâu nhá. Hàng đảm bảo 100% shop luôn, check đơn rất là kỹ. Ok Hoàng Phương Thảo nhá, chị cảm ơn Hoàng Phương Thảo nhá. Cảm ơn Hoàng Phương Thảo nhiều nhá. Để lại số điện thoại địa chỉ. Hoàng Phương Thảo ơi, em lấy đôi gì đấy, để lại số điện thoại cho chị luôn với. Đang nói nốt. Có bạn thưa chị Hương Mai ơi, L3 có màu sữa không? L3 không có màu sữa nhá bạn chị Hoài Thương ơi. Đây L3 không có màu sữa đâu Hoài Thương ạ, L3 không có màu sữa nhá. Đây L3 không có màu sữa đâu chị em ơi, L3 không có màu sữa nhá. L3 không có màu sữa, L3 không có màu sữa. Ok, Đặng Thanh Tâm ơi. Ok, đã inbox cho Đặng Thanh Tâm ạ. Ok, Hoài Thương ơi, L3 không có màu sữa, chỉ màu đen thôi nhá. Bạn Hoài Thương ơi. Ok, Hoài Thương L3 đây nhá, Hoài Thương ơi L3 đây ạ. Các chị em L3 đây nhá, L3 đây ạ. L3 đây, các chị em ơi L3 đây nhá. Ok, Nguyễn Liên ơi, giờ lên em cho Nguyễn Liên xem. Ok, bạn Nguyễn Liên ơi đây ạ. D5 của mình đi Nguyễn Liên nhá, D5 của mình Nguyễn Liên ơi, D5 của mình đi ạ. D5 đây nhá, bạn Nguyễn Liên ơi, bố đùi đi nhá. Bố đùi cao gót có buộc lông nhá, có dây buộc đùi nhá, không là đùi các chị em nhá. Ok các chị em ơi, có chờ chốt được không để sắp dừng livestream đây, có chờ chốt được không để sáng mai sắp gửi hàng sớm nhá. Sáng mai sắp gửi hàng sớm cho mọi người các chị em ơi, nhanh tay mất size ạ. Chốt số điện thoại để giữ size nhá, chốt số điện thoại giữ size các chị em ơi.
Hoài Thương ơi, ship Hà Nội chỗ nào? Hà Nội Hoài Thương ơi, ở Hà Nội thì nội thành này có ngay, ngày mai có ngay Hoài Thương nhá. Ship Hà Nội thì ngày mai có ngay Hoài Thương ơi. Em chọn cho chị một đôi mó chín màu đen cổ len hoặc con dáng thì chân. Ok chị Hương Mai ơi, cho em xin lại số điện thoại Hương Mai ơi, có đây là bút len đây Hương Mai ơi. Có bút len B3 đây Hương Mai nhá, có bút len mẫu B3, mẫu B3 là có ở đây chun co giãn đấy bạn, chị là chị không bút đùi da trong này, không bút đùi da trong miền ơi. Chị Hương Mai có bút len B3 đấy nhá, bút len B3 cổ đứng đấy chị Hương Mai ơi. Ok Kim Anh ơi, chờ chút Kim Anh ơi, chờ chút Kim Anh ơi, chờ chút Kim Anh ơi. Đây nhá chị Hương Mai ơi, bút len nhá, bút len cổ đứng nhá, bút len cổ đứng có co giãn nhá chị Hương Mai nhá. Bút len cổ đứng co giãn có 39 nhá chị Hương Mai ơi, đây ạ. B3 bao nhiêu? B3 là một B3 là 179k nhá bạn, là Loan blonde ơi. Giá là 179k chị Hương Mai ơi. 179k thưa Hương Mai nhá. Giá chỉ có giá là 179k thưa Hương Mai ơi. 179k. 179k Hương Mai nhá. Giá là 179 chị Hương Mai ơi. Các chị em ơi chốt trên tay số điện thoại yếu sai của mình không hết sai nhá. Chốt trên tay số điện thoại của mình không hết sai, các chị em ơi không nhiều sai đâu. B3 chỉ có màu trang min thôi, bút len chỉ có màu đấy thôi bạn trang min ạ. B3 bút len chỉ có một màu thôi chứ trang min ơi. Ok, có chuyện chốt được không để chút dừng live stream đây. Có chuyện chốt được không lại sáng mai shop gửi hàng sớm cho mọi người nhá. Ok chị Hương Mai ơi. Hả? Chị Hương Mai ơi, cao cổ nữa thì nhưng mà ok chị Hương Mai ơi, cho em xin lại số điện thoại Hương Mai ơi, cho em xin lại số điện thoại. Chị Hương Mai ơi, cho em xin lại số điện thoại Hương Mai ơi, cho em xin lại số điện thoại nhá. Chị Hương Mai ơi, cho em xin lại số điện thoại Hương Mai ơi, cho em xin lại số điện thoại để mai em gửi hàng cho mình Hương Mai nhá. Trang Min ơi, từ bố 3 chỉ màu đen Trang Min ơi. Ok Trang Min ơi, L2 đi Trang Min ơi. L2 có màu là màu đen màu bé. Ok, em cảm ơn chị Hương Mai nhá. Em cảm ơn chị Hương Mai rất là nhiều nhá. B3 sao 59. Em cảm ơn chị Hương Mai rất là nhiều nhá. Ok Trang Min ơi, L2 Trang Min ơi. L2 có màu đen trắng đi Trang Min nhá. L2 có màu đen trắng đi Trang Min ơi. L2 có màu đen trắng đi Trang Min nhá. Ok, có chuyện là chốt được không ạ? Có chuyện là chốt được không ạ? Có chuyện là chốt nữa không? Để sáng mai shop gửi luôn được ngay nhá. Ở nội thành Hà Nội thì mai nhận được ngay. Ở nội thành Hà Nội thì ngày mai nhận được ngay nhá. Còn ngoại thành và tỉnh thì chờ 2-3 ngày về nơi rất là nhanh. Chị Hương Mai, ok chị Hương Mai nhá. Ok chị Hương Mai ơi. Ok các chị em ơi, sắp dừng live stream đây nhá. Cảm ơn các chị em rất là nhiều. Thì xin hỏi Đức là xin hỏi Đức à? 30.000. Xin hỏi Đức là 30k Trang Min ơi. Xin hỏi Đức là 30k Trang Min nhá. Sếp hỏi Đức là 30k nhá Trang Min ơi.
có bạn Đặng Đặng Thanh Tâm ấy, em inbox cho bạn đấy cái đôi nào nhỉ? D5 Đặng Đặng Thanh Tâm. Inbox cho Đặng Thanh Tâm mẫu D5. Gửi cái ảnh thật của bạn của mẫu. Ừ. Bút đùi. Đặng Thanh Tâm.